Sa còn gọi là Phật Nhãn, công đức để tạo ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh, công đức là để tạo ra kim thân Phật. Con hiểu công đức như vậy là có đúng hay không ạ? Lặp lại từ câu thôi. Dạ. Con nghe thầy giải đáp, công đức là nó có bốn công dụng như sau. Công đức là để đưa tánh Phật trở về Phật giới, như vậy có đúng hay không? Không, hơi cầu trơ trật. Công đức là để nó thoát ra cái quy luật này này. Công đức có thì cái quy luật vật lý nó không có chứa mà chưa không đi ra. Nghe không? Mà nếu mà công đức bị bôi thì hoàn toàn không ra được. Mình phải hiểu căn bản này. Thế giới này là thế giới vật lý âm dương. Âm thì ở trái đất này. Âm nhiều, âm mà phước thì nổi trên mặt đất. Còn âm mà nặng quá nó chìm xuống mặt đất. Phải hiểu nguyên tắc này. Còn dương cũng vậy. Dương mà cao quá đi ra tới vòng hoàng đạo 4. Còn mà ít thì nó hoàng đạo 1 thôi. Còn cái công đức tạo ra này nó không phải là ở đâu mà nó đẩy ra. Nó không, trong thế giới vật lý âm dương không đồng ý. Nó phải đẩy ra, đi ra ngoài thế giới vật lý này. Nó là mình phải hiểu cái căn bản gì mới hiểu cái thiền tông được. Chứ không phải là công đức đưa mình đi, bị đẩy đi. Công đức bị đẩy ra ngoài quy luật vật lý. Rồi con hỏi tiếp. Dạ. Một khi người còn trẻ tạo nhiều công đức trong sáng, nhưng vì sống ở thế giới vật lý cho nên vị thần phải bôi đen, và sau đó người này không còn tạo công đức nữa, thì người này có được về Phật giới hay không? Bây giờ tạo công đức á, mà mình, bởi vì mình tạo vô tình thì không, thì ông thần bắt buộc phải bôi. Chừng nào mình tạo mà mình cố ý tôi tạo để tôi đi ra đi về, biết cái công thức này thì bắt đầu ông thần mới chú ý đến mình. Còn tất cả những tạo công đức vô tình là hoàn toàn không biết, cứ tạo nhiều cũng bồi hết. Khi nào mình tạo mà tôi muốn cái công đức này tôi về Phật giới thì ông thần mới chú ý thôi, ngày mới chú ý thôi. Có phải thiệt hay là trong cái công đức này có mánh mung trong này, lợi dụng công đức để làm này làm kia là không được, ông thần bôi luôn. Tất nhiên là những người mà tạo công đức mà có cái này cái kia thì hãy coi chừng ông thần. Ông không ấy đâu, ông không thoát ra cái quy luật này đâu. Tạo mà có cái cách gọi là tham lam hoặc là tham vọng hay là lợi dụng cái công đức này để làm cái gì khác, hoàn toàn bị chết. Nhưng mà có thể là bị thực thi nhân quả sớm luôn. Bởi vì chú ý cái chỗ này, tạo công đức phải trong sáng, còn không công đức gì cái công đức này mà lợi dụng để làm này làm kia thì coi chừng. Cái tuổi mình 80 chưa tới đó đâu, mới có 50, 60 mà dướng cái này, ông thực thi nhân quả bằng cách là cho đảo lộn liền. Tham lam quá thì đi vào trong cái cõi nào, ngồi đi trước nhân quả luôn. Rồi, con hỏi câu thứ hai đi. Dạ, người có công đức nhiều và người có công đức ít thì tánh Phật của họ như thế nào ạ? À? Công đức nhiều có nghĩa là phá được cái vô minh. Thì mình đi ra ngoài thế giới vật lý này thì một vị Phật rước mình đi, nên nhớ là pháo vô minh trong sáng thì một vị Phật mới cái làm quả tiêu dẫn mình đi ra ngoài cái vật lý này, đi ra ngoài khỏi sức hút của trái đất, nó không có khác gì hết. Bây giờ phải hiểu, bởi vì muốn về Phật giới là anh phải trong sáng, anh công đức, có công đức mà nó bôi đen giống như cái bóng đèn mà nó sơn đen và có sáng cái nào cũng không có thua gì hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Con dự định mở một hiệu sách chỉ bán sách thiền tông, con làm như vậy có được không ạ? À? Bán mà giờ đây trong sáng thì có công đức, bán mà gì này gì kia coi chừng, có công đức bị bồi đèn hết, đời này không về được đâu. Nên nhớ nè, mình bất cứ làm cái gì mà của thiền tông đó ra đời, mình copy để mình làm lợi cho mình thì bị bôi đen hết và có thể bị thực thi nhân quả sớm. Phải để ý cái chỗ này chứ, có nghĩa là mình tạo của đức bằng trong sáng thì ông thần nể vì thức cái đức mà nó đúng quỷ thần nó nể. Còn công đức mà sai, giống như một người mà làm việc cho cơ quan nào đó, anh rất tốt thì người ta nể anh, còn anh vô đó mà anh làm tầm bậy tầm bạ, nó đã ghét anh mà nó tìm cách nó phá anh được. Cái công đức nó cũng giống vậy đó. Rồi con hỏi tiếp đi.
Một vị A-la-hán có thần thông tự tịch có nghĩa là họ tự xuất thân, xuất hồn ra khỏi trung ấm thân, phải không ạ? Không phải. Công an A-la-hán thì nó 18 ông, có 18 cái cách gọi là 18 thập bát A-la-hán. Mà cái mà cái chứng mà nó nhẹ nhất là cái gì? Là tự cắt được cái dòng điện. Giống như mình xe gắn máy đang chạy, mình cắt cái điện nó chết, đứng như này tại sao? Có vậy thôi. Rồi còn cái chuyện đi đâu là khác. Chuyện đi đâu là do ông tu A-la-hán mà ông muốn cái gì? A-la-hán mà có muốn phước cũng là thành cái đẳng cấp khác. Còn A-la-hán mà cái kêu bằng lợi dụng nó có cái đẳng cấp khác. Vì thế mà tại sao A-la-hán ưa đánh lộn cái chỗ này nè? Ưa đánh tất cả các A-la-hán và thần ưa đánh lộn nhau là cái chỗ này. Ông có tham vọng, có thần thông để rồi ông có đối thủ, ông kêu ông tranh luận gì, tranh đấu với nhau á, là phải hiểu A-la-hán nó 18 loại chứ không phải là có một. Rồi chừng khoảng năm nay tôi sẽ nói hết những cái việc làm của A-la-hán và việc làm của 37 pháp quán của tiểu thừa mỗi ông như thế nào. Thì tùy khi nào mà kêu bằng trình cái bằng mà UNESCO công nhận cái chùa Thiền Tông là di sản văn hóa của thế giới thì tôi sẽ nói cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Người tu Thiền Tông thì cần phải làm gì khi bị thánh dọa và làm thế nào để không đụng chạm đến thánh? Bây giờ mình bắt trước Phật thôi. Ông Phật á, mấy ông thánh dọa ổng nói mày gì, tao biết mày rồi, mày không có làm gì được tao đâu. Chỉ nói vậy thôi. Bây giờ mình biết cái hiển linh đó, ôi tôi biết rồi, anh thánh chứ không gì đó. Anh thánh, mình không nói thẳng vô mặt ổng, nhưng mà anh là thánh, nhưng mà đối với tôi không ăn thua vậy. Mình biết mình khám phá được rồi thì mấy ông thánh ăn thọp ăn thua sợ mình luôn đó. Vì mình khám phá được mà, khám phá được những cái chuyện mà của ổng làm. Giờ tôi cho ông hiển linh biến hình biến tướng, hiện Phật hiện thần gì thì kể, ô chuyện đó đã làm cho nó vui thôi. Mình chỉ khám phá được vậy thì hoàn toàn mấy ông thánh né mình, gặp mình đó thôi, không có hù này được. Nó vậy đơn giản vậy thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Yeah. Tiếp theo là chương trình cầu truyền hình của miền Bắc, xin mời tổ chức thật tiếp nói ạ. Alo, kính thưa soạn giả Nguyễn Nhân cùng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con xin được phép đọc câu hỏi như sau. Câu 1, người bị nhân quả vào hầm 10 tỷ năm thì trung ấm thân của họ đó có phải nhập thai vào loài 10 tỷ năm không ạ? Vô đó vô tụ hình chứ đâu phải đi đầu thai đâu. Vô đó gọi là vô hầm. Trong kinh Vô Pháp Liên Hoa Đức Phật là hầm lửa lớn, có nghĩa là cái hành tinh lửa nó nằm ở giữa, nó chỉ cách một lớp đất chịu nhiệt thôi, nó vô nó chịu không nổi, nó chỉ nóng thôi. Bởi vì nó không chết được là vì nó là điện từ chứ không phải là tứ đại của mình. Tứ đại của mình là chịu không nổi, cái tứ đại phải chết, còn nó bằng điện từ là nó chỉ khó chịu thôi. Bởi vì nó cũng có sự sống trong đó, sự sống đó là tánh Phật ở trong đó đó. Thì mình nên nhớ một điều là vô đó đâu có, vô đó là chỉ sống về nhân quả chứ đâu. Còn muốn mà thụ thai thì phải nằm ở trong các loài trời hoặc loài người, loài súc sanh địa ngục. Duy nhất chỉ có loài cô hồn không có, không thụ thai. Thụ thai là nó miễn, là mấy cái tệ cái đó. Cái loài cô hồn là giống như mình chạy xe mà nó có cái trạm dừng, bắt buộc phải vô đó dừng thôi. Chứ còn vô đó là thụ hình, vẫn biết không hồi xưa ở đây làm cái gì. Tôi hồi đó tôi làm ông thầy làm gì đó, tôi chửi cái này nè, tôi triệt phá cái Thiền Tông. Bây giờ tôi vô đó tao biết luôn á. Nhưng bây giờ sao vậy? Người sao trả lời? Nó sập vô cái hầm lửa lớn thì làm sao thoát ra được? Tại sao mà Thiền Tông nói là cái hầm 10 tỷ? Vì trái đất này 10 tỷ mới tan rã, vì thế mà gọi là hầm 10 tỷ. Chứ sự thật, ví dụ trái đất này 7 tỷ năm thì anh vô đó cái tụ hình có 3 tỷ thôi.
hoặc là 8 tỷ thì tu hình 2 tỷ, mà rủi mà trái đất này mới có hình thành 1 tỷ thì anh phải làm 9 tỷ. Cái hầm đó, đó. Vì thế mà kêu cái hầm lửa lớn là cái hầm sát bên cái hành tinh lửa của cái trái đất. Nó thành là gọi, Đức Phật gọi là hầm lửa lớn. Rồi anh hỏi tiếp đi. Câu 2. Vào làm loài cô hồn thì khổ và đáng sợ như thế nào ạ? Xin thầy nói rõ cho chúng con biết ạ. Vào làm loài cô hồn thì khổ và đáng sợ như thế nào? Làm cô hồn nó đâu có khổ đâu. Cô hồn để nhớ là hoàn toàn nó không khổ, là vì nó thích cái này. Giống như là ở thế gian người ta thích bơi lội. Mình ở ngoài mình thấy bơi lội rồi mình thấy người ta khổ vậy, không khổ nó vui lắm. Vô cái làm cô hồn cũng vậy, nó đi giành giật người ta mà. Giống như mấy người mà ưa, mấy đứa nhỏ ưa đánh lộn, xách dao xách gươm đi đánh lộn, làm sao nó khổ được. Nó thấy nó vui, không có khổ. Bất cứ loài nào vậy không thấy khổ. Khổ là do cái tưởng tượng của mình. Còn bây giờ vô đó làm loài đó để mà giành giật, làm cái này làm kia thì làm sao người ta khổ được. Cái khổ là do cái tưởng của con mình. Mà giờ tôi thích làm cô hồn sao khổ. Giống như mấy đứa nhỏ ở gia đình nó không chịu ở, nó ra bụi đời nó ở. Nó thích làm bụi đời làm sao nó khổ. Thấy không? Cái đọc nói về cái áp dụng cái khổ là chỉ con người thôi. Còn nếu mà các nơi hưởng sung sướng thì nó vui không sướng, nó không thấy khổ. Kể cả mà làm, khi mà làm súc sanh rồi đó, thành con chim mình khổ không? Hoàn toàn nó cũng vui, không khổ. Nếu con chim mà nó biết nó khổ thì nó chịu không nổi. Thấy không? Bây giờ kể cả đi làm thực vật cũng vậy, nó không thấy khổ. Bởi vì nó thấy mà nó thấy thì sống nhờ cây đó, nó theo cái ham muốn của nó. Giống như bây giờ ở thế gian người ta muốn đi thích đi lường gạt người ta. Mình thấy người ta nó mày sẽ bị này bị kia, nhưng mà nó không thật. Nó lại thích, tại nó thích cái này thì nó không thấy khổ. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu 3. Một người bị vào hầm 10 tỷ năm, khi trái đất đã được 8 tỷ năm, vậy khi trái đất này vỡ ra, họ có phải vào trái đất khác ở cho đủ 10 tỷ năm không ạ? Bây giờ cái thụ hình mà ở cái đất 10 tỷ năm nó mở ra rồi nó mất xóa. Giống như là ở thế gian mà người ta đổi chế độ thì mấy ông ở tù của chế độ trước mất, không có, không xài nữa. Mà khi mà những cái đó nó trở trung ấm thân đi ra ngoài thì trời tứ thi dương sẽ kè một cái hành tinh mới bài sát cái hành tinh sắp bể. Thì tất cả những người chết biến thành trung ấm thân bay qua cái trái đất mới này, bắt đầu tiếp tục thụ hình, hưởng sung sướng hay bất cứ gì nó cũng đi theo cái quy luật của nó. Thí dụ ở đây mà anh ở nước Tịnh Độ 10.000 năm mà bây giờ nó bể đi, anh mới hưởng có được 2.000 năm thì qua trái đất mới cũng vẫn được ở trong cái chỗ này. Giống như người ta di cư, hồi đó anh ở nhà mấy thước vuông, bây giờ anh cũng phải vô nhà mấy thước vuông. Cái nhân quả, thần thực thi nhân quả bằng cái đó. Mình phải hiểu trái đất này, mà nên nhớ một điều, cái đất này mà khi mà sắp bể rồi đó thì nên nhớ rằng những cái vị tánh Phật từ ở Phật giới không được vô, phải đi qua cái hành tinh khác. Chỉ cái hành tinh nào còn tuổi thọ dài thì mới cho vô thôi. Tuổi thọ mà cái hành tinh mà khoảng 500 năm sau cái đất này bể thì hoàn toàn không trung ấm, không cái tánh Phật nào vô đây được. Mà trung ấm thân hết tuổi thọ lại trái đất được, bởi vì nằm ở trong quy luật vật lý này thì được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu 4. Phải sống trong hầm 10 tỷ năm sẽ khổ như thế nào ạ? Không có khổ, ta nói đó ta không có khổ. Bây giờ khổ cái gì? Vô đó nó mất cái tưởng rồi, nó chỉ thụ hình thôi, nó chỉ biết thôi, không có khổ. Vô đó nó đâu có để ý tới được. Bây giờ con suy nghĩ nè, con mà
con đi bơi lội ở đâu mà bị bão á, con thấy khổ đâu, con không vui nữa. Vì thế mà ai mà có qua bên Hà Quay á, mấy người lượt sống mình đứng ở trên mình thấy hết hồn luôn, mà ta thấy ta vui, thấy không? Mà ta thích sống cái hoàn cảnh đó, chứ làm sao mà khổ, không có khổ. Khổ khi nào mình tưởng tượng, còn ta đang vui chơi hoàn toàn không có tưởng, không có khổ. Đã vui chơi được cái khổ, có tưởng đâu mà khổ. Khổ là do cái tưởng thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 5, chứng nhận không gian văn hóa tâm linh có ý nghĩa như thế nào ạ? Văn hóa tâm linh có nghĩa là cái văn hóa nói về cõi vô hình, gọi là tâm linh. Nên nhớ rằng chùa Thiền Tông Tân Diệu là cũng nói về cõi vô hình, thì người ta chứng cho là văn hóa tâm linh. Nhưng mà chùa Tân Diệu nó mấy cái di sản, chứ không phải một cái là văn hóa tâm linh, hai là văn hóa rất nhiều, kêu bằng thơ kệ rất nhiều. Nội tôi nói cho nội mà Thiền Sư Đi Nước Thảo để lại gần 400 câu kệ, Đức Phật Thích Ca để lại 600 câu kệ, 2116 Phật gia mỗi một người để lại trung bình 40 câu kệ, mà có người để lên trên 1000, 1000 mấy, 800, 900 rất nhiều. Tổng cộng đi 2000 thì có, nếu mà cho 40% là nội cái Phật gia để lại cho cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này là 80.000 câu kệ. Nên nhớ đi. Thì đây là cái văn hóa có thiền học. Thì cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này nó được mấy cái loại văn hóa chứ không phải một. Một là văn hóa tâm linh, hai là văn hóa thơ kệ, ba là văn hóa bản. Bản đá hoa cương, Đức Phật bao nhiêu câu kệ, mấy trăm câu kệ, Thiền Sư Ni Đức Thảo và 36 vị tổ. 36 vị tổ để lại là 2114 câu. Mà tôi đều khắc hết tên cái này, đó là cái văn hóa của cái chùa Tân Diệu. Nó nằm ở chỗ đó đó. Bởi vì văn hóa này nó nhiều. Hơn nữa cái chùa Tân Diệu nó đặc biệt là cái văn hóa có 102 tại Việt Nam và thế giới. Tìm cái Việt Nam và thế giới tìm cái đạo Phật có cái chùa nào mà đừng có nói 100 câu thôi, không có. Chứ đừng có nói là mấy chục ngàn, tổng cộng search được cả 100.000 câu, chứ không ít đâu. Phật tổ rồi các thiền gia, rồi các người mà các vị mà gọi là trí thức họ phụ họa vô nữa, mà trong những sách tôi đã nói. Thì cái chùa này có thể là chưa có chùa nào có 100.000 câu kệ. Nội tôi thấy vừa rồi tôi cấp mấy cái bằng khen mỗi người trên 1.000 câu kệ, mà 6 người như vậy, 6 người, mỗi người trên 1.000 câu kệ. Có cái chùa nào lớn như vậy không? Vì thế mà UNESCO và di sản Việt Nam, di sản văn hóa Việt Nam công nhận chùa Thiền Tông Tân Diệu là di sản văn hóa tâm linh phi vật thể và có vật thể. Đó. Rồi, con hỏi tiếp đi. Câu 6. Thưa Thầy, con thấy các Thầy khi mất thì gọi là giác linh, còn người bình thường mà mất thì gọi là hương hồn. Vậy giác linh và hương hồn khác nhau như thế nào ạ? Hương linh là cái gì? Là cái trung ấm thân chuyên môn đi hưởng mùi, hưởng mùi nấu nướng gia đình hoặc bên ngoài gọi là hương linh. Rồi giác linh, giác là biết, cái linh nó biết, cái tánh nó biết, vậy thôi. Mà cái tánh biết này nó nằm ở đâu? Đa số nằm ở trong cây cỏ hoa lá. Giác linh nó nằm ở trong cây cỏ và lá. Còn cái hương linh thì nó nằm trung ấm thân giữa hương linh và cô hồn. Hương linh là nói là những cái trung ấm thân ở trong dòng tộc mà không chịu đi luân hồi. Còn cái mà linh á, cái giác linh, giác linh là cây cỏ và lá. Còn hương linh rồi gì nữa?
Không, nó còn nữa, còn cái đó. Hương hồn. À, hương hồn. Hương hồn lại này nó nói cho mọi cô hồn các đảng. Thì khi mà chết thì nó có ba cái loại. Một anh làm cô hồn các đảng, cả tôi loại là hương hồn. Còn thứ nhất là gì? Giác linh là anh đi vô cỏ cây hoa lá đó. Nghe không? Còn hương linh là ở trong dòng tộc đi ngửi mùi hoặc là đi lang thang ngoài phố á, vâng, thang lửa phố gọi là hương linh. Nó có ba cái linh. Vì thế mà nhiều cái đám tang ta không có hiểu được cái văn học Việt Nam, vì thế mà ta sử dụng nó sai. Tôi nhớ sai ngày xưa đó, Đức Tăng Thống Thích Tịnh Khiết từ Việt Nam Quốc Tự đi ra đưa cái tấm bản cầu cho hương linh, cầu cho giác linh đại lão hòa thượng Thích Tịnh Khiết về với Phật giới chặt lắc. Nhưng mà mình thấu kệ, mình nói người ta trong lúc đó mình dám nói không? Cái đám tang ta tổ mấy chục ngàn người dự mà dám nói không? Biểu ông sửa lại, nhưng mà biểu ông sửa ông không hiểu. Tôi nói tôi nhớ được, nhớ cái câu chuyện ngày xưa nghe không? Tôi còn chụp cái hình đó tôi để lại, thân cái đầu cái hồ mỏng đó, tôi để tôi còn giữ lại. Rồi hỏi tiếp đi. Câu 7: một người bị vào làm loài hoa báo thì khổ sở và đáng sợ như thế nào ạ? Nó vui chứ làm sao người khổ. Hoa báo có nghĩa là bây giờ nè, anh mất rồi đó, anh lãng vãng trong mấy cái cây sống thôi chứ không phải là cái cây. Mà anh ngủ hả, bất cứ gì anh trụ phải vô mấy cây to, cây cao bóng mát là mấy ông vô ông nghỉ đó đó. Phải không? Vì thế mà nhiều người mấy cái cây to mà họ đốn á, mà đúng cái ông mà ông giữ á, ông dặn họng mình chết đó. Đó thì mình, nhưng mà lên đó thì cuộc đời người ta đã ở xong cái thế không thấy khổ đâu. Nó phải chịu thôi, biết trước kiếp trước mình đã làm như vậy mình mới vô đây. Nhưng mà đã nó vô rồi thì nó không thấy khổ. Nhưng mà điều mình thấy một cái đó, ở trong cái giác linh thì nó có vui theo kiểu giác linh. Giống như con trâu nó cũng vui theo kiểu con trâu, con bò, con chó, con heo. Nó cái gì nó cũng phải vui, vui trong cái phẩm, cái cấp của người ta, cái loài của người ta. Giờ nếu mình suy nghĩ là nếu con gà nó không vui tại sao nó gái? Nó hồi xưa nó cũng ở mà giết súc sanh mày phải vô đây nè, tại sao nó gái? Con heo nó cũng biết nó kêu, con bò nó cũng biết rống, con trâu cũng vậy, không quay, con chó nó cũng vui. Tại mình thấy đứng bên ngoài mình thấy vậy thôi. Bởi vì nhiều người A-la-hán mình nhìn thấy cái này họ sợ. Ô hồi trước mình là ông thầy mà giờ tại sao làm con heo? Nhưng mà người ta làm ta vui ở trong cái đó, nhưng mà tại sao nó vui rồi? Tại sinh ra nó phải đi qua cái tử cung của người mẹ, thành ra nó quên hết những cái chuyện gì. Chứ ngày xưa đó, cái câu chuyện mà cha của Diệu Thiện là gì? Làm vua. Sau khi chết ông làm con bò, ông đâu có biết đâu. Mà Diệu Thiện biết, nói cho ba biết, hồi xưa đó ba vậy, giờ ba làm con bò, ba khổ không? Nó không, tao không khổ, tao cũng vui. Đó, thế cái con người mà thấy khổ là do con người của mình nhìn mình thấy mình tưởng mình khổ. Chứ người ta đâu có thấy khổ đâu. Mình thí dụ cái người mà ở trong nhà mà thấy người đi ở ngoài lang thang ngoài, người ta nói mấy nó khổ. Sự thật ra đâu có khổ đâu. Nếu khổ thì chết rồi. Ta sống với cái nhân quả của người ta. Nhưng mà đã vào trong cái nghiệp rồi thì không có thấy khổ. Mà chỉ hưởng trong cái cảm thấp và cao thôi. Chứ không có khổ. Thế gian này nếu mà nói chữ khổ là người ta chịu không nổi. Nghe không? Vì thế mà tất cả những gì sinh ra nó phải đi qua cái tử cung người mẹ để chi? Để nó quên hết những cái chuyện xưa. Chứ hồi xưa tôi đang làm cái ông nhà giàu mấy chục căn nhà, bây giờ tôi đi sinh là sao? Chịu không nổi. Đó. Vì thế mà cái quy luật vật lý bắt buộc nó phải cho cái chuyện này để cho cái loài người mới tồn tại được. Chứ nếu mà con người mà cứ tưởng hoài chịu không nổi, tồn tại không nổi. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu 8: người tu tập thiền tông cần làm những gì để pháp trần có thể được hiển lộ ạ? Bây giờ muốn pháp trần nó hiện thì
mình tối ngày cứ học cho thuộc cái này riết giống như con ca cải lương á, vừa nhớ tới thì cái bài giọng cổ nó sẽ theo con hoài. Có pháp trần nó cũng vậy, có nghĩa là con đọc tới đọc lui làm sao mà cái nó dính vô trong cái tàng thức của con rồi thì pháp trần nó mới hiện được. Khi mà pháp trần hiện rồi đó thì nó có cái rất cái lợi là cái thứ nhất là cái ông thần ông nể mình, ông biết ông nào này biết đường về, cô hồn cũng vậy, nó không lại gần vì nó có cái lực sáng, vì thế mà dòng họ cũng không đến được, vì thế mà mình an nhiên về Phật giới. Tất cả những người tu mà được truyền thiền có công đức pháp trần nổi ra, ông Phật thoải mái dẫn về. Còn pháp trần không ra thì phải áp dụng đúng theo cái hành trình về Phật giới, còn không đúng thì nó sẽ bị lạc vào. Thứ nhất, ông thần thả, ông cô hồn khảo sát mình 3 lần. Đó, mình phải hiểu cái này. Vì thế mà người tu muốn an toàn về Phật giới thì phải đọc cái đường về Phật giới cho thuộc. Để chi khi mất, thứ nhất á, mà mình bệnh mình sắp mất là phải cố gắng cái này, phải nói tới nó lui hoài. Trung bấm thân vừa ra nó vẫn còn nói ha, thì chắc chắn về Phật giới rất dễ dàng. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 9, tại sao pháp trần lại là một trong những bước rất quan trọng trên con đường để trở về Phật giới ạ? Tại sao pháp trần lại là một trong những bước rất quan trọng trên con đường trở về Phật giới ạ? Bây giờ con suy nghĩ nè, con đi thi toán đi, mà thí dụ thi toán về nhân chia vậy, con mà con có nhảy con thuộc hết cái công thức rồi, con sợ không? Thì đi về rất dễ, thì con hiểu, con làm toán con hiểu được cái cửu chương thì hoàn toàn con đâu có sợ cái gì. Vì thế mà khi mà con về Phật giới mà cái pháp trần con đã hiện ra thì cái đường về Phật giới nó giống như nó hiện trong trước mắt con á, con không có lầm, không bất cứ lầm gì. Bởi khi mà pháp trần mà nó hiện rồi thì hình ảnh này Phật, Bồ Tát, Thánh Thần dẹp mất hết. Phật không hiện nổi, Thánh không hiện nổi, Trời không hiện nổi, Bồ Tát không hiện nổi, thì con an toàn, con đi rồi còn gì nữa. Còn nếu pháp trần không hiện thì tất cả các hình ảnh kia nó nhào vô, nó vẫn còn đi lục đạo luân hồi, thì con coi chừng nó đó. Vì thế mà yêu cầu là người về Phật giới pháp trần phải cho thuộc, còn không thuộc nó không hiện được. Có nghĩa là pháp trần hiện, thuộc thì pháp trần hiện. Pháp trần là cái tiếng thuộc lòng của cái đường về Phật giới mình thuộc, thành ra những cái thứ xung quanh nó hiện, nó gạt mình chứ không có gì rồi á. Dòng họ thì muốn ở lợi để đi đầu thai luân hồi, A Di Đà muốn lên trển học cho vui, tất cả những gì đó nó nằm ở trong này hết. Khi pháp trần hiện là nó dẹp hết tất cả cái kia. Vì thế mà trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy nè, gặp bất cứ cái gì ở trong này thì phải dẹp hết, bỏ hết, không theo. Nhưng mà trong kinh Kim Cang ta dịch thiếu là cái pháp trần, bởi vì cái kinh khác nó có dịch pháp trần mà kinh Kim Cang là không dịch, là lỗi do mấy cái ông thầy dịch sau này. Ông không biết cái pháp trần là cái gì, ông không dám đưa vô. Vì thế mà có nhiều ông thầy, tôi không nói ai, ai đọc sách nhiều sẽ hiểu. Ông dịch pháp trần là gì? Pháp trần là hình ảnh đã qua tầm 7. Ông giống dịch dọc trong kinh đó là pháp trần là hình ảnh lưu trong không gian tầm 7 tầm 3, không hiểu cái gì. Những cái văn học của người Việt Nam căn bản mà còn không hiểu thì làm sao đi sâu vào trong cái thiền tông của đạo Phật được. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu 10, tại sao chấp nhiều thì là do vị thánh ngự ạ? À? Tại sao khi mình chấp nhiều thì bị vị thánh ngự vào ạ? Chấp nhiều hả? Bây giờ nên nhớ chấp là cái gì?
chấp là cái âm, nhớ chấp là cái âm, tất cả chấp âm nó nhộm liền. Anh tạo công đức gì, phước đức cũng vậy, mà anh chấp nhiều nó, cái phước anh cũng không có luôn đó. Anh tạo phước đức mà anh chấp là cái điện từ âm nó phủ lên thành nó đen. Tất cả những người mà ví dụ tạo phước đức hưởng các cõi trời, nhưng mà anh chấp thì anh chỉ ở cái đất này thôi, không được lên đó. Mình làm cái gì thì bởi vì cái kiến chấp phải bỏ. Anh làm cái gì phải bỏ kiến chấp hết, kể cả công đức mà anh kiến chấp anh cũng thua luôn, thấy không? Phước đức cũng vậy, mà anh chấp tôi là người tu giỏi, tu hay, tôi là ông này bà kia là coi chừng chết. Có nghĩa là thế giới đó là của thế giới nặng, thế giới âm của vật lý, thì anh mà chỉ chấp được đó rồi thôi, hoàn toàn giải thoát. Anh đừng có mong, tôi cho anh bán 10 căn nhà, anh tạo công đức cũng không mong thua gì hết. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 11, pháp môn thiền tông có thể đưa vào các trường học được không ạ? Lặp lại. Pháp môn thiền tông có thể đưa vào các trường học được hay không ạ? Cái này hỏi trật chỗ. Vô trường học thì cũng hỏi. Bây giờ con phải hỏi là cái bộ giáo dục. Bây giờ tôi thấy cái này nó hay quá, ông có thể đem vô được, phải hỏi chỗ đó. Hỏi bộ giáo dục. Chứ tự nhiên cái chùa Tân Diệu làm sao đem vô? Chùa Tân Diệu có cái nghĩa lý, người tiên vị người ta chỉ sưu tầm, ta biết, ta nói vậy thôi. Còn con hỏi câu đó thì phải hỏi bộ giáo dục. Chứ anh hỏi câu hỏi này trật, thấy không? Tôi hỏi tiếp đi. Câu 12, trong thiền tông, Đức Phật dạy là phải tìm mọi phương cách tạo công đức. Có người nói công đức tự nhiên không cần phải cố gắng, như vậy có đúng không ạ? Tạo công đức tự nhiên thì đúng, không cần cố gắng cái công đức. Có nghĩa là anh giúp người ta một cách bình thường là công đức nó tốt lắm mà sử dụng được. Còn cố gắng là có cái ngã trong đó, là thua, bị chấp rồi. Vì thế mà tạo mà tìm đủ này đủ kia coi chừng không thoát ra được đâu. Tạo bằng cách bình thường là được. Vì thế mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói anh tạo cái gì bình thường là đúng. Trong kinh Thủ Liêm Đức Phật nói tới nơi lui vậy, làm bất cái gì bình thường là đúng. Trong kinh có nhiều người ông nói là bình thường là đạo. Ông trong kinh ông nói là bình thường là đạo, không đúng. Bình thường là đúng chứ không phải là đạo. Đúng cái gì cũng được, anh tạo cái gì mà tâm bình thường là nó kết quả rất rất trong sáng. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu 13, một số Phật tử thiền tông được cấp bí mật thiền tông ở xa, muốn được truyền thiền qua cầu truyền hình tại thiền tông thất của họ, như vậy có được không ạ? Được. Cái thay vì ở xa không đi được thì đầu truyền hình giống như của con thì được. Nhưng mà phải báo cho cái ban quản trị người ta biết, ta sắp xếp bây giờ. Khi mà con ngồi đứng đây con đọc, thì con đọc không được thì đọc tại cầu truyền hình. Phải không? Đó, vậy là mới đúng. Còn nếu mà, nhưng mà nên nhớ một điều, cũng con phải xuyên suốt theo dõi hết cái chương trình của người ta để rồi biết. Còn nếu mà có điều kiện nên thu lại mở tới mở lui nghe. Tuy mình không có đến chứng kiến được, mình mở tới mở lui nghe thì mình cái truyền thiền của mình nó vẫn đạt yêu cầu. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 14, nếu qua đời tại chùa Thiền Tông thì có bị các vị thánh thử mình trên con đường trở về Phật giới không ạ? Lặp lại. Nếu có một người qua đời tại chùa Thiền Tông thì có bị các vị thánh thử mình trên con đường trở về Phật giới hay không ạ? Nó không có, đầu nó cũng thử, ngồi ở tại chánh điện nó cũng thử luôn. Có nghĩa mình mất ra đây, mình không phải nằm ở đây hoài đâu, đi ra ngoài cái sân đi đâu, chứ không phải giờ làm cái này. Nhưng mà khi mà thần thực thi nhân quả, thánh thực thi nhân quả rồi, hoàn toàn không nể bất cứ ai. Ông Phật thấy cũng không dám can thiệp vào nữa, chứ đừng có nói. Ông Phật thấy vô thế giới vật lý là của thánh thần quản lý,
thần quản lý, thánh thực kêu bằng quản lý vấn đề đi ra, có đúng không? Chết gì, tu thiền tông thì chết ở đâu cũng thử, chết ở trên máy bay nó cũng thử nữa. Chết ở trên núi nó cũng thử, chết giữa biển nó cũng thử, chết chùa Tân Diệu đã nhậm mẹ gì. Có nghĩa là khi nào giảng ở đây thì thần Kim Cang hộ trì thôi. Tôi hết giảng đi ra ngoài coi chừng đọc ông ráng chịu, ông nói tầm bậy nó cũng giả mỏ không. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Câu 15. Hiện nay có rất nhiều người trẻ, cả nam và nữ theo thiền tông. Nếu những người này họ nên duyên vợ chồng thì có phải là do duyên với thiền tông và cùng tần số nên hợp nhau không ạ? Hiện nay có những người trẻ tuổi, nam, nữ theo thiền tông. Nếu những người này mà họ nên duyên vợ chồng là có phải là do duyên với thiền tông hay cùng tần số nên họ hợp với nhau? Cái này là do cái duyên của người ta, cái đó thời còn tu thiền tông nó khác. Có nghĩa hai người cùng dẫn nhau về Phật giới, sanh ra một đứa, hai đứa để chi? Dạy nó tu thiền tông. Tất nhiên cái đứa trẻ mà tu thiền tông giữa hai vợ chồng biết thiền tông thì đứa trẻ đó chắc chắn sanh ra theo. Còn nếu mà trước thì chưa chắc. Mà sau thì hai đứa trẻ được sanh rất chắc chắn nó phải theo. Bởi vì nó chịu cái lực dương này nổi thì nó mới vô. Còn nó mà có âm nó không vô được đâu. Nó phải hiểu cái chỗ đó đó. Nhưng mà nên nhớ rằng có nhiều người họ sai cái chỗ này. Nó tu thiền tông là không có vợ chồng, nó sai cái chỗ này. Thế giới vật lý này, quốc gia này bảo bọc mình. Trước khi mình đây mình hưởng quốc gia gì để lại cho mình, mình phải để cái gì lại để bảo vệ quốc gia. Chứ rồi mình chết rồi mình đi thuôn. Phải không? Tới cái tuổi nào như thế nào. Vì thế mà tại sao ông Phật Thích Ca phải đẻ con? Dù ông là Phật cũng phải có cái nhiệm vụ là sanh một đứa con để bảo vệ cái quốc gia sau này. Chứ đâu phải là khi mà có theo thiền tông đâu ấy. Tất cả những người mà tu mà không để lại cho quốc gia cái gì thì người đó sai quy luật vật lý. Mà những người đó thường thường là kiến chấp. Ta không vợ, không chồng, không gì cả. Ta là thánh. Đúng, thánh là đúng. Nhưng mà thánh bây giờ thiền tông nói rồi. Thấy không? Người đó đúng là thánh. Vì thế mà lớn tuổi rồi cái là bắt người ta lại mình. Chết là chết cái vụ cái lại. Trên đất này cũng có ai lại ai hết rồi. Thiền tông ra đời nó nói là ai cũng có Phật tánh, ai cũng tánh Phật, ai cũng là 16 thứ tánh người, tùy theo ý mình sống. Thấy không? Mình phải hiểu cái thế giới này nó vậy. Mà bây giờ nói cái này thì cũng không hay lắm. Nhưng mà tại vì trong cái giáo lý đã nói rồi, cái gì mình ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, uống nước nhớ người đầu giết. Mình sống cái quốc gia thì phải làm gì lợi ích cho quốc gia thì mới trọn vẹn là một người công dân. Anh đẻ ra rồi anh bắt quốc gia nuôi anh không được. Anh không thể bắt quốc gia, không thể người khác nuôi anh được. Anh cái chuyện anh tu hay gì cái chuyện của anh. Anh tu thành cái gì chuyện anh. Tự làm mà ăn, không có lấy cái ai, không thấy ai một đồng nào. Thiền tông nó chỉ rõ là cái phần này. Nhưng mà nó chỉ rõ phần này thì nó hơi mít lòng mấy cái ông mà tu lâu năm. Bây giờ người ta ai cũng giống như ai. Tại người ta không hiểu cái kiếp của người ta thấp thì người ta phải đi làm mướn cho anh thôi. Chứ còn người ta học cao thì đâu có làm mướn cho anh đâu. Nhưng mà có nhiều người họ hiểu sai cái chuyện này. Tưởng là ông đó từ nhỏ tới lớn, tới 90 tuổi tu, không có vợ con là thành thánh. Thì thánh thiệt chứ. Nhưng mà thánh mà thánh thiệt chứ còn thánh thật chưa có, chưa đúng. Thánh thiệt thì đúng mà thánh thật chưa đúng. Rồi có hỏi tiếp đi. Câu 16. Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia và của thế giới có ý nghĩa như thế nào ạ? Chứng nhận về di sản văn hóa của phi vật thể của quốc gia và thế giới thì có ý nghĩa như thế nào ạ? Di sản là cái di tích
để lại. Phi vật thể là không hình tướng. Giống như cái chuyện mà nói Thiền Tông, nó có hình tướng gì đâu, mà ta để lại một cái pháp dẫn con người đi về Phật giới. Đó là cái di sản, di là cái di vật, sản là cái tài sản để lại. Phi vật thể là không thấy hình bóng. Còn vật thể như là cái chùa, nó là vật thể đó. Để là cái chùa Thiền Tông, nó là vật thể. Để những cái tấm bản mà có ba ông sở về tổ, nó viết ra những cái lời của mấy ông tổ, gọi là di sản vật thể đó. Chữ phi và chữ vật thôi chứ không ấy. Đó, người ta căn cứ vào cái này, vì nó có ghi là di sản văn hóa. Văn hóa thì nếu có chữ viết, cái dư sản là những cái phi vật thể, là cái không, cái tiếng nói nó đi nó mất. Còn cái chữ viết nó là có, cái nhà, cái chùa nó có, nó gọi là vật thể. Còn cái mà không lưu lại bằng hình ảnh được thì gọi là phi vật thể. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu 17. Một số Phật tử đề nghị chùa Thiền Tông Tân Diệu cho các thiền tông thất ở miền Bắc được đứng ra truyền thiền. Như vậy có được không ạ? Bây giờ nếu mà tôi đã nói rồi, trong đạo Phật Thiền Tông nó có một cái bằng gọi là bằng nối tiếp dòng Thiền Tông. Thất không áp dụng cho thất được, mà áp dụng cho chùa Thiền Tông. Người nào đứng ra xây được một ngôi chùa Thiền Tông, và người đó kêu bằng có tâm tài lực thì được quyền nối tiếp dòng Thiền Tông. Nhưng có một cái điều kiện, người đó phải là người trong ban quản trị 2 năm. Để chi? Để trong ban quản trị người ta theo dõi cái tư cách của anh đó, có đủ tư cách đứng nối tiếp dòng Thiền Tông không. Anh phải vào đây làm thành viên, anh ở xa cũng được, mà anh phải là thành viên. Để chi? Ta quan sát anh cái cử chỉ anh trong 2 năm trời này anh làm như thế nào, người ta mới cấp cho anh cái bằng nối tiếp dòng Thiền Tông. Còn nếu anh không có 3 cái điều kiện này, không có cái chùa, không có tâm tài lực và không ở trong ban quản trị, thì thôi đừng mơ. Chỉ lập cái thất cầu truyền hình như tụi con được rồi, đừng có mong gì cho nó mắc công. Mà vô tới cái tâm tài lực rồi, tôi phân tích cho tâm tài lực nữa, vô nổi được không? 3 cái đó. Tâm như thế nào, tài như thế nào, cái lực như thế nào. Chứ đâu phải là muốn truyền đâu. Rồi, con hỏi tiếp đi. Câu 18. Một người muốn nối tiếp dòng Thiền Tông để sau này thay thế viện chủ, tiêu chuẩn phải như thế nào ạ? Hồi nãy tôi nói rồi đó, người đó phải trong ban quản trị. Mà trong ban quản trị người ta đánh giá rồi, người ta cấp cho cái bằng nối tiếp dòng Thiền Tông. Nếu có cái chùa thì phải đi theo cái chùa, còn không có thì cái chùa này anh nối tiếp nè, cái chùa này tôi mất anh nối tiếp. Mà anh muốn nối tiếp chánh quy thì phải trong ban quản trị đồng ý hết, chứ không phải là một người trong này. Nên nhớ một điều, không phải một người trong này. Còn người nào mà đứng ra giải đáp Thiền Tông thì anh phải có cái tư cách này thì anh mới làm được. Còn nếu không có thôi đừng có mơ. Vì thế nó rất nguy hiểm ở chỗ này. Thiền Tông ra đời có nhiều người đó xưng mình xưng này kia chết liền. Không, cái luật pháp nó cũng giết mình luôn. Vừa rồi tôi không nói ai. Tại sao có người bị truy nã? Tại sao vậy? Tu Thiền Tông bị truy nã luôn đó, nó cho biết đó. Ở đây ai hiểu không hiểu tôi không nói. Lý do gì sao bị truy nã? Lợi dụng cái này đi làm tiền, người ta truy nã liền chứ sao? Có đơn giản vậy thôi. Không phải Thiền Tông không, mà bất cứ cái gì, ngành nghề nào cũng vậy, lợi dụng làm phi pháp thì bị luật pháp trừng trị, có vậy thôi. Mà cái luật ở ngoài luật pháp trừng trị rất ít, còn cái Thiền Tông nó trừng trị 10 lần luôn. Nó cho biết vậy nè. Rồi, con hỏi tiếp đi. Câu 19. Thưa Thầy,
Con nghe nói là ngày 29 tháng 12 này, chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ tổ chức buổi lễ gì đó. Xin thầy bật mí một chút cho chúng con được biết về nội dung buổi lễ này ạ. Ngày 29 dự trù ngày 29 là lễ trình cái bằng UNESCO công nhận chùa Thiền Tông Tân Diệu là thành viên của UNESCO Việt Nam và thế giới. Nhưng mà nó có cái trở ngại về kỹ thuật nên dời đến ngày 5 tháng 1 2019, vì làm không kịp nên phải dời qua một tuần, gọi là trình cái bằng UNESCO công nhận kết nạp chùa Thiền Tông Tân Diệu là thành viên của UNESCO và đồng thời được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tặng cho một kỷ niệm chương vì có công lưu giữ di sản văn hóa Thiền Tông, và một bằng khen và một cái mặt trống đồng của Việt Nam đó. Rồi thì nó có hội di sản nó cả cấp cho ba cái này. Thì cái ngày đó cũng như không phải là nói gì mà đưa ra trình bày cho Phật tử biết thôi, chùa Thiền Tông Tân Diệu được cái này, và đồng thời cũng mời chánh quyền đến để tham dự, để cho biết rằng chùa Thiền Tông Tân Diệu hiện là thành viên của UNESCO và của di sản Việt Nam. Nó có giá trị gì đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Chúng con hiện tại đã hết câu hỏi. Chúng con xin chân thành cảm ơn ạ. Câu hỏi kế tiếp. Con là Trần Thọ Nam, cư ngụ tại Yên Bái. Con có vài câu hỏi nhờ thầy giải đáp giúp cho con được hiểu rõ. Thưa thầy, đạo tràng chùa Thiền Tông Tân Diệu Hưng Yên vừa mới nhận được tấm bằng danh giá. Vậy là chùa Thiền Tông Tân Diệu đã phát triển ra ngoài Bắc, được một ngôi chùa mang tên là chùa Thiền Tông Tân Diệu Hưng Yên. Chúng con ở ngoài Bắc để cho chúng con ở ngoài Bắc được thuận tiện cho việc tu tập ạ. Tới giờ phút này thì nói đúng là chưa có chùa Thiền Tông thứ hai. Thì cái đó thì tôi cũng không biết, nhưng mà tôi xác nhận là chùa Thiền Tông không có cái thứ hai. Đó, tôi chỉ trả lời ngắn gọn vậy thôi. Còn muốn hỏi gì thì hỏi tiếp. Câu hỏi kế tiếp là chùa Thiền Tông Tân Diệu có ai đại diện không ạ? Đại diện cái gì? Đại diện cái gì nói cái này? Chùa Thiền Tông đại diện cái gì? Chùa Thiền Tông Tân Diệu có ai đại diện không? Mà đại diện ai? Đại diện ở đâu? Con phải lặp lại câu hỏi đó. Hỏi chứ đại diện gì? Thì hỏi cho rõ người ta mới nói chứ. Các thiền tông thất ở các tỉnh, các thành phố như Hà Nội, Bình Dương, Cà Mau và các địa phương khác có phải là chi nhánh của chùa Thiền Tông Tân Diệu hay không ạ? Chưa, chùa Thiền Tông Tân Diệu đâu có chi nhánh. Có nghĩa là cái chùa Thiền Tông Tân Diệu đang phổ biến Thiền Tông. Các nơi muốn tu thì cứ nghe tu, chứ là đâu có chi nhánh. Chi nhánh là khi nào chùa này có tiền bỏ ra cắt cái chùa, xin phép chánh quyền cho phép cắt được cái chùa mới gọi là chi nhánh. Mà chùa Tân Diệu giờ có nhiều đây sửa tới xưa lười, không có tiền mà ở ra chi nhánh đâu, chi nhánh. Nghe không? Phải hiểu cho rõ vậy đó. Có nghĩa là chùa Thiền Tông Tân Diệu chưa có cái chùa, chưa cắt được cái chùa thứ hai thì làm sao mà có chi nhánh. Nếu mà nói về phát triển thì phải tự cái chùa Tân Diệu bỏ tiền ra xin cắt, được nhà nước cho phép thì mới gọi là chi nhánh. Còn nếu mà người khác, nếu người ngoài cắt là gì? Người ngoài cắt chỉ là một người cất chùa hoặc cất thất tu theo
Thiền Tông Tân Diệu tu theo nghe, chứ không phải. Còn mà muốn công nhận cái đó là phải do chính quyền địa phương người ta quản lý, luật pháp nó là vậy. Ví dụ mình cắt cái gì mà mình phải xin phép chính quyền người ta cho không? Cho thì mới hoạt động, gọi là do chính quyền địa phương quản lý. Còn nếu cái chùa thì phải do Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý. Nên nhớ một điều nè, chùa cất sao 1981 là hoàn toàn phải xin phép giáo hội, trước đó không cần xin. Sau năm 1981 là bắt buộc phải xin giáo hội. Cấp tỉnh trở lên, chừng nào cấp tỉnh cho phép thì chùa mới hợp lệ, và giáo hội cho phép thì chính quyền người ta mới công nhận, người ta cho mình hoạt động. Mình phải hiểu cái luật nhà nước. Lúc mình sống ở đây, mình sống với pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì phải thực hành cho đúng, đừng có đi qua cái này. Mình mà sống sai cái luật thì không được. Mình một công dân, mà hơn nữa là người tu Thiền Tông, phải là trí tuệ, không có tin mờ, tin cái gì phải rõ ràng. Đó, mình phải hiểu cái luật của nó vậy. Tất cả những gì hoạt động phải là chính quyền cho phép mới hoạt động, chứ không phải. Ví dụ giờ tôi chùa là cái gì? Tôi chỉ là cái chùa thôi mà làm gì cho phép anh? Có nghĩa là tôi cho phép anh nghe đó, tôi nói anh nghe thì được. Nha, chùa Tân Diệu, ví dụ cầu truyền hình thì cho phép anh nghe, ai muốn nghe chứ không phải bắt buộc ai đâu. Phải hiểu cái luật pháp nó là vậy, chứ đừng có hiểu sai. Hiểu sai rồi có chuyện gì nó xảy ra rồi sao đây? Sai với luật pháp là luật pháp làm việc với mình rồi sao? Đó, mình sống cái này thì phải hiểu bằng luật pháp. Mình phải là sống hiến pháp nó cho mình tự do, chứ không phải không đâu. Nhưng mà tự do trong luật pháp, chứ không phải tự do muốn làm gì làm, phải vậy. Kêu bằng tự do trong luật pháp, ngành nghề đó. Ví dụ anh muốn làm gì nhà nước cho hết, dưới điều kiện anh phải xin phép, rồi anh hoạt động mình phải báo cáo cho nhà nước là tôi làm vậy đó. Thấy không? Mà anh làm sai một cái là sao? Thì tòa án nó đưa ra, tòa án nó xử mình, chứ nhà nước cũng không xử đâu. Nhưng mà thông thường, luật pháp thông thường, thí dụ trong cái phạm vi đó đó, anh vi phạm tôi phạt anh với cảnh sát lưu thông đi, anh vượt đèn đỏ tôi phạt anh 200 á, mà trên nữa đó thì đưa ra tòa nha, chứ không phải dưới đâu. Cái quyền của cảnh sát lưu thông bao nhiêu thôi, còn nếu vượt lên thì anh phải đưa ra tòa, chứ không phải nhỏ đâu, phải đi qua luật rõ ràng nè. Còn cái Thiền Tông này, anh cắt cái Thiền Tông thất hoặc là cái am cái chùa thì anh phải xin phép chính quyền, chính quyền đồng ý thì anh mới làm được. Còn chính quyền không được nó. Bây giờ thí dụ cái nguyên tắc á, thí dụ anh cất một cái chùa, anh là một tu sĩ mới cất được, mà tu sĩ phải nằm trong giáo hội, giáo hội phải bỏ tiền cất để cho anh vô anh trụ trì, phải hiểu như vậy. Vì thế mà tất cả các chùa sau 1981 đều do giáo hội quản lý. Anh có được quản lý thì anh mới đúng là anh hoạt động mới đúng hợp pháp. Còn không có thì anh chỉ cắt cái nhà, nên nhớ là cái nhà thôi, hoặc là cái thất. Thất là gì? Thất là nhà. Thì anh hoạt đúng theo tôi, cái nhà tôi tu đạo Phật giảng dạy, thì anh đem tật về anh thờ, anh muốn làm gì làm. Nhưng mà trong nhà đình thôi còn anh đưa người khác vô không được. Là cái nhà thì không có cho người lạ vô. Mới hiểu cái luật vậy, mới hiểu cái luật pháp của nhà nước. Còn nếu mình không hiểu rồi mình cứ tưởng tượng tầm bậy tầm bạ, rồi mình nói tầm bậy, rồi nó vướng vô cái luật làm sao đây. Rồi con hỏi tiếp đi. Mời cô Nông Thị Nguyệt anh tham vấn trực tiếp. Con hỏi đi. Thưa bác, hôm nay con đến có rất nhiều câu hỏi của con và của các Phật tử nhờ con hỏi bác ạ. Và trước khi hỏi con có nhờ các bạn cắt một số video clip con muốn chỉnh cho bác xem trước khi con hỏi có được không ạ? Rồi,
Dạ, các bạn kỹ thuật phát dùm ạ. Chiều qua lúc 15 giờ, 11 cầu thủ U23 Việt Nam để lại ấn tượng lớn vì những nỗ lực mà tôi tạm cho rằng đó là phá kỷ lục trong lịch sử bóng đá của Việt Nam từ trước đến giờ. Dầu không may mắn, chỉ còn 30 giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, U23 Việt Nam đã đánh mất cơ hội trở thành nhà vô địch. Sắn xứng danh chồng hiền rể quý, hạnh vợ trinh hậu đảm đang, đẹp nết vợ hiền khéo thuận khéo tùy, rạng danh dâu thào. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa các quý thiền hữu tri thức, đoàn hành hương đạo Phật ngày nay gồm 158 người vừa xuống phi trường quốc tế Indira Gandhi, thủ đô Delhi của đất nước Ấn Độ. Ngày hôm qua là 27 tháng 10 2019 là ngày Tết của Ấn Độ. Hôm nay là ngày 28 tháng 10 thì Tết Ấn Độ vừa mới trôi qua, cho nên ở ngay vị trí của những cái quầy lấy hành lý đó, điều đó đều có cái hàng chữ chúc mừng Happy Diwali, tức là chúc mừng lễ hội ánh sáng, còn gọi là lễ Tết Ấn Độ. Thì hành hương Phật thức Ấn Độ và Nepal đó là một vị phúc lớn đối với tăng ni và Phật tử, theo lời Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi và kinh Niết Bàn. Vì chúng ta có cơ hội ôn lại những bước chân hoằng hóa của Đức Phật. Thưa bác, con xin hỏi ạ, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ là một, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 2. Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, 3. Trụ trì Chùa Giác Ngộ số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Trong buổi giảng với đề tài Tâm lý thi, chọn ngành, lập nghiệp cho khoảng 550 học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12 và thi vào đại học, có nói: nghi thức sái tịnh trước khi hành lễ của Đức Phật là chánh pháp. Vậy nghi thức sái tịnh là gì ạ? Bây giờ nói về vấn đề của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, ổng không phải là cái người tu chuyên nghiệp. Tôi nói thật, không phải là người tu chuyên nghiệp, mà ổng là cái người đa nghề nghiệp. Bóng đá ổng cũng hay, làm bùa làm phép cũng giỏi, du lịch cũng đại tài. Tôi xác nhận là Thượng tọa Tiến sĩ Nhật Từ không phải là người tu chuyên nghiệp. Nhưng mà tôi có theo dõi cái này nè, đáng một người tu thì phải đi giảng pháp, giảng cái gì của đạo Phật. Mà tôi có thấy trên cái mạng là ổng ghi ổng chuyên môn dạy cái pháp môn gọi là tứ niệm xứ. Thì trong cái đạo Phật nó nằm ở trong cái pháp môn tiểu thừa. Tứ là bốn, niệm là nhớ, xứ là nơi. Tất nhiên ổng ngồi ổng tu tìm bốn cái xứ này. Nhưng mà hiện giờ ổng tìm được rồi. Là cái gì? Tìm được cái xứ bóng đá.
tìm được cái xứ làm bùa, tìm được cái xứ cho thuê đám cưới và làm kia bằng chủ sĩ cô dâu chú rể. Nếu nói về đó, thì bây giờ nói thật trong đạo Phật không có cái chuyện này đâu. Trong đạo Phật làm gì có chuyện đem bóng đá vô mà ấy, trong đạo Phật làm gì có đem cái chuyện du lịch vô đây. Thấy không, cái xác nhận. Thượng tọa tiến sĩ Nhật Từ tuy là có cái phẩm cấp cao và có cái chức vụ trong giáo hội, nhưng mà hoàn toàn không tu, không tu theo đạo Phật, mà chỉ tu theo nghề nghiệp, làm theo nghề nghiệp, gồm có thầy pháp là gì, là cho bùa cho ngải, là cái ông thầy pháp, là ông, cái chuyện này của ông thầy pháp. Còn cái đám cưới là của nhà hàng, thấy không? Rồi cái du lịch thì của công ty du lịch chứ đâu phải ổng. Vì thế mà bây giờ cô hỏi cái đó thì tôi cũng không biết nói làm sao. Bây giờ ổng người tu mà không chịu nghiên cứu kinh sách vở được và tu và đồng thời dạy người ta, mà không làm cái chuyện đó mà tôi thấy. Mà trong khi tu tứ niệm xứ ổng không có phát lên cái mạng là ổng tu như thế nào. Mà trong tứ niệm xứ á, thì Đức Phật có dạy trong tiểu thừa có nói là đi tìm bốn xứ. Tứ là bốn, niệm là nhớ, xứ là nơi, tìm bốn nơi là cái gì. Thì chắc có lẽ trong cái nãy, trong cái video clip đã nói hết này. Bốn xứ này gồm có đám cưới này, rồi tiệc cưới này, rồi làm bùa làm phép và đồng thời du lịch. Đó thì hỏi tôi nói vậy thôi. Bởi vì tôi nói thật, nếu mà tôi nói sai thì ông cứ đến đây ông đấu trách với tôi. Còn nếu nói đúng thì thôi ông ngồi nhà. Ông làm sai thì ông phải công nhận là sai. Chứ Thiền Tông Tân Diệu ra đời là nói bằng sự thật 100%. Bất cứ ai đến đây chất vấn đối chất, tôi sẵn sàng. Và tôi bao xe từ Sài Gòn đến đây, đi và về, tôi bảo đảm anh. Nếu mà đi đó nó không, mà một ngày anh làm 200, tôi đưa tiền công cho anh 200 luôn. Đó là vậy. Bởi vì chùa Thiền Tông ra lời nhà nước cho tôi nói bằng sự thật, tôi nói hết. Vì nhà nước và giáo hội cho tôi công bố quyển quyền ký ra thì tôi phải nói bằng sự thật của cái những cái chuyện gì. Tức nhất là những người tu mà sai trái thì phải làm ơn quay đầu lại. Còn không quay đầu lại thì cứ đi không thành vấn đề. Thì cái hầm lửa lớn chừa đó, chờ mình ở trước cửa. Nó là cái thầy con hỏi vậy thì chú chỉ đáp như vậy đó. Xác nhận là ông thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ không phải là người tu chuyên nghiệp, mà chỉ là người tu đa nghiệp, đủ chuyện hết. Tu cũng có chứ không phải không. Bóng đá cũng biết, làm bùa cũng biết, du lịch cũng biết. Rồi con thỏa mãn câu hỏi không? Không thỏa mãn thì hỏi tiếp. Thưa bác, thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ làm những nghi thức trì chú, ấn kiết tường, đọc thần chú nguyên thủy của kinh Bát Nhã để cầu nguyện sự may mắn, bình an cho các em học sinh trước khi kỳ thi tốt nghiệp. Vậy con xin hỏi, những nghi thức này có thực sự mang lại sự may mắn, bình an cho các em không ạ? Ông Phật không có dạy cái này chứ không phải không, nhưng không có phải may mắn. Nên nhớ rằng trì chú là khi nào mà con tu theo đạo Phật bị sai, ma quái phá con trì cái chú này nữa hết. Có nghĩa là trì chú để không phá cái tu tập của con, chứ không phải tu trì chú để làm chuyện khác. Nếu người nào làm chuyện khác là sai. Thấy không? Trì chú trong đạo Phật nó có chứ không phải không. Ví dụ bây giờ con muốn tôi là làm thần y trị bệnh thì con trì chú dược sư. Thì cái cô hồn á, nó hiện ra, nó sẽ vô con. Giờ sư phụ muốn trị cái gì? Nếu giờ tao muốn thằng đó nó đau, nó tê, phong tê bại sụi, mày giúp tao hết không? Ồ, cái chuyện nhỏ. Cúng cho nó cái, ông lại, ông xò xò, ông bóp hết đi. Không phải ông làm hết đâu, mà do cái ông Thánh, ông dựa vô để làm cho hết thôi. Có nghĩa là cái câu chú nó có chứ không phải không? Nhưng mà muốn cái gì thì phải thực hiện cái đó. Giống như con đi ra ngoài đường, con cần cái gì thì
con cần xe taxi thì ngoắc taxi lại nó chở con đi. Thấy không? Còn con muốn đi vô cửa hàng thì con tới cửa hàng gì đó. Trong thế giới này cái gì nó cũng có. Chú vẫn gọi là cầu phước, cầu an, cầu may đều có hết, nhưng mà do một vị thánh giúp đỡ mình. Nên nhớ rằng làm xong là phải làm ơn, phải trả nghĩa, trả lễ cho người ta nghe, chứ không phải là quỵt người ta đâu. Tất cả những người trị bệnh hết một cuộn bệnh thì bắt buộc anh phải cúng. Cúng cho cái ông giúp đỡ mình nè. Chứ không phải ông đó thần y thì nó thần gì, ổng cũng ai nha. Nhưng mà điều thật, ổng có cái thuật là sai khiến được mấy ông thánh này nè. Thì ông thánh mới giúp cho con. Nhưng mà dưới điều kiện thế gian này làm cái gì? Phải trả công cho người ta. Giống như người ta mượn con làm cái gì? Ngày nay con làm ngày 300 thì phải trả tôi 300. Còn nếu tốt trả 500. Thế gian này nó là vậy. Vì thế mà tất cả những ông thầy mà đem những cái đạo khác vô đạo Phật thì hoàn toàn nó sai. Nhưng mà ông Phật không nói gì, ông nói sai thì thôi bây giờ đời mà thượng pháp rồi, người văn minh rồi, đừng có làm nữa. Như ai đưa cho cái thiền tông này này tu để về Phật giới. Đừng có tu tầm bậy rồi nó đi luân hồi. Ông chỉ khuyên vậy thôi, nhưng mà ông khuyên ông nói câu này. Như Lai nói chứ tụi con muốn làm thôi. Không muốn xuống, con muốn vô rừng con sống thì cứ làm, con muốn xuống địa ngục con sống thì cứ làm. Ông không nói, nhưng mà ông nói cho biết trước thì vậy thôi. Đi tới con đường đó rớt xuống ao á, sinh không á, đi tới đường đó rớt ở biển á, nó cuốn đi trôi đi mất. Người ta chỉ nói thôi, mình không nghe thôi. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, con là tư cách một giáo viên tâm lý giáo dục. Do đó, nếu nhà chùa khuyến khích học sinh trước khi kỳ thi đến chùa để cầu nguyện, để cho mình gặp may mắn, bình an, thì theo con đó trái với quan điểm giáo dục của khoa học hiện đại. Bởi như vậy, trẻ em sẽ không tự mình cố gắng và không tự chịu trách nhiệm với việc làm của chính bản thân mình và trông chờ vào sự may rủi ban phước của các thần hoặc là các vị thầy nào đó. Như vậy, nếu thầy Thích Nhật Từ hướng dẫn trẻ em những cái hành vi như vậy thì có phải là mê tín không ạ? Cái này không phải mê tín mà là tin sai, chứ không phải mê tín. Thế gian này hiện giờ đó, cái những cái chuyện mà cầu cúng nó thuộc về thời kỳ con người đồ đồng. Ta không có hiểu, ta tưởng tượng trên trời dưới đất người ta cúng người ta cầu xin thôi. Nhưng mà thời nguyên tử rồi, chuyện đó là nhà khoa học nó đã khám phá các hành tinh rồi. Hồi xưa mình tưởng hành tinh là cái ông thần ông thánh là mình cầu, bây giờ hành tinh nó chỉ là đất đá nước vậy thôi, thấy không? Thì nó mình làm cái chuyện đó là làm của cái người thời kỳ đồ đồng, có nghĩa là đời cái đầu chưa có phát triển. Còn bây giờ thôi, cái đầu văn minh được thôi, mấy cái chuyện nó dẹp đi. Mình tu đạo Phật. Vì thế mà Đức Phật mới nói là đạo Như Lai là giác ngộ và giải thoát, là tinh hoa của nhân loại. Các con có lỡ thì bỏ đi, bây giờ học cái giác ngộ là gì, giải thoát là sao, trình bày cái tinh hoa nhân loại ra cho nhiều người biết. Đừng có đi đó mà cầu cúng lại lục. Ông Phật nói thời này công bố rồi, tam giới cái gì sống trong đó, trái đất này mấy loài sống trong đó, căn cứ vào hai cái phần này mà sống thì nó mới đúng. Chứ trái đất này ngũ thú thập cư mà tối ngày lại ai, cúng ai, giờ con suy nghĩ cúng ai, cúng đây là cái gì? Cúng là phải cầu xin, mà cầu xin ai? Không lẽ cầu xin mình? Thì mình cúng mình dọn ra mình ăn cho rồi, còn không lẽ cúng cũng không có hồn. Cúng của hồn là con có làm ăn thì con nên cúng. Ờ bữa nay tao bắn ế qua thì cúng, tụi bay đi kiếm khách về làm tao thì được, cúng của hồn được. Dưới điều kiện nhờ nó giống như con xài nó đó. Con có tiền mà, giờ tao cho tụi bay ăn đó, thì cho tao bắn đất đi để tao cúng, thì cái đó được nhân trả qua trả lại được. Duy nhất chỉ có đó được thôi. Còn mình không cúng mình, thần ổng không ăn. Thần là tôi quản lý anh ạ. Thần giống như cán bộ nhà nước, tôi quản lý ông á. Ông làm tầm bậy, tôi thực thi nhân quả à, vậy thôi. Mình phải hiểu thế giới này, khi mình văn minh rồi mình mới hiểu, mới lột trần được cái sự thật của trái đất này.
thì mình làm bất cứ gì phải làm bằng trí tuệ. Còn không trí tuệ đừng làm tầm bậy tầm bạ, đừng người ta chửi, ta cười mình. Cho đi học rồi đi tu mấy chục năm bây giờ hỏi giác ngộ gì không biết, rồi sao? Đạo Phật là đạo giác ngộ mà tại sao họ không biết, vô đi tu để tu cái gì? Đạo Phật đạo giác ngộ mới biết mà vô đi tu, hỏi vậy thoát gì không biết, giác ngộ sao không biết là tu cái gì? Rồi đi nhận tiền của người ta nữa là sao đây? Ngày xưa đó tôi nói, tại ngày xưa Đức Phật nhận người ta một bát cơm, phải thuyết cho một ta một bài pháp. Như Lai thọ cơm của Đàn Na Thí Chủ, Như Lai trả bằng cái pháp, chứ không phải Như Lai giải đồng. Ngày xưa người ta gọi là khất sĩ, đi ăn xin ăn bằng một cái văn học, chứ không phải đi bằng bây giờ nó là khất gì? Khất thực. Đến xin ăn thôi chứ không có khất sĩ, mất cái chữ sĩ. Nó đổi chữ thất thực thành chữ khất sĩ, thành chữ khất thực, nó sai là sai chỗ này. Tất cả khi Đức Phật mà khi mà ông nhận được rồi đủ ăn rồi, ông ngồi ông giảng cho nghe. Tôi trả công cho ông là đây là Đức Phật dạy cho thế hệ sau. Các ông tu theo ta mà tu theo khất sĩ thì phải tu kiểu này nè. Ăn người ta một hạt cơm thì phải trả lại cho người ta một bài pháp. Giống như con là cô giáo, nhận cái tiền của học trò rồi con làm thinh, con không dạy được không? Không dạy nó chửi con liền, phải không? Thì nguyên tắc thế giới vật lý này có qua có lợi, công bằng. Không ai đi xin ai hết. Anh tu anh thành cái gì thì tự anh kiếm, anh sống anh ăn hết. Chứ anh đừng bắt tôi cúng cầu ăn hết. Ông tu cũng thành thánh rồi bắt đầu tôi cúng ông hết, rồi mai mốt ông thánh ông đập là tự tôi sao? Ông thánh ông có thần thông ông quánh tôi sao? Thấy không? Vì thế mà nên nhớ rằng thời này đạo Phật chuẩn lại, anh tu anh thành cái gì là do anh hưởng. Chừng nào tôi thấy thương tôi cúng, không có thâu chứ đừng đi lợi xin tôi nha. Luật của nó là vậy. Bởi vì Thiền Tông ra đời để nó chuẩn cái đạo Phật lại, chứ không phải những anh ngồi đó rồi anh bắt tôi lại rồi anh cúng mà không nói gì, anh không dạy tôi được chữ nào, không được. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo của con. Con xem trên mạng thấy chương trình hành hương Phật tích Ấn Độ Nepal vào tháng 10 2019 từ 28 tháng 10 đến mùng 8 tháng 11 2019 giá 43 triệu đồng tới 4 nơi tưởng nhớ Như Lai: một vườn Lumbini nơi Đức Phật đản sanh, 2 gốc Bồ đề nơi Như Lai thành đạo, 3 vườn Nai nơi Như Lai chuyển pháp luân đầu tiên, 4 khu vườn Sa La nơi Như Lai nhập Niết Bàn. Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ nói: mong muốn tất cả chúng ta đều được một lần tiếp nhận sức mạnh tâm linh to lớn từ những nơi được xem là huyết mạch của Phật giáo. Vậy con xin hỏi bác, một, sức mạnh tâm linh to lớn đó là cái gì mà tiến sĩ Thích Nhật Từ lại đề cao như vậy ạ? Nếu mà giải thích về tâm linh, sức mạnh tâm linh là do vị thánh làm. Có nghĩa là thế gian này mạnh nhất là thánh. Ông Thích Nhật Từ đi đến đây để mà nhận cái tâm linh của thánh, chứ đừng có nói nhận của Phật. Phật là một vị toàn năng toàn giác, đến đây dạy năm pháp môn thành tựu theo nhân quả luân hồi và một pháp môn trở về Phật giới. Chứ đây Đức Phật không có nói tâm linh, mà Đức Phật nói cách rõ ràng: năm pháp môn đi luân hồi và một pháp môn trở về Phật giới, hoàn toàn không xài tiếng tâm linh ở đây. Còn nếu muốn xài tiếng tâm linh thì là do thánh là thánh làm. Bởi vì vô chỗ đó hiện giờ Đức Phật, ngày xưa Đức Phật ở nơi bốn đó thì thiệt, nhưng mà bây giờ Đức Phật về Phật giới rồi, cái thân ổng bị đốt nát rồi, đốt mất hết rồi, da thịt mất hết, chỉ còn mấy cái xương đập ra mấy chục, mấy trăm cái được quăng cho mỗi nơi một cái vậy thôi, một khúc xương thôi, mà người ta gọi là xá lợi, chứ sự thật là khúc xương của ổng thôi, chứ không có gì. Mình bây giờ mà đốt củi như ổng cũng vậy thôi, cũng có ra khúc xương thôi, có xá lợi gì trò trơn. Xá lợi là cái gì? Tại không hiểu. Xá lợi là cái viên ngọc, chứ không phải là ấy đâu, chứ không phải khúc xương. Viên ngọc nó sáng lắm chứ không phải ấy đâu. Còn Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ nói về giếng tâm linh thì đúng, hiện giờ các nơi đó là tâm linh đã ngự. Những cái nơi nào mà cái di tích
thì hoàn toàn tâm linh ngữ hết. Thì giếng cái nơi đó đúng là tâm linh. Nhưng mà nên nhớ không phải ông Phật cho, mà do Thánh cho. Tâm linh của Thánh chứ không phải tâm linh của Phật. Phật không còn, da thịt ổng bị đẽo mất rồi, xương bị đập ra mấy trăm cả, 500 khúc rồi, cho mỗi một quốc gia miếng miếng vậy nữa, khắp thế giới. Và Việt Nam mình cũng có xá lợi vậy, cũng có tâm linh vậy. Nó vừa rồi cái chùa nào cũng có thỉnh đi về đó, thì mình ở đây. Chứ gì là còn cái mà năm pháp môn tu nó đi năm nơi, và một pháp môn thứ sáu hiện giờ nó ở đất rồng, nó không đi. Từ đất rồng nó mới lan tỏa đi khắp thế giới. Nó chứ đây hoàn toàn không tâm linh, mà đây là thực linh, nói bằng sự thật rất linh. Anh muốn ngồi thấy Phật A Di Đà, năm ngồi tôi chỉ cái 5 phút sau thấy ổng liền. Thấy không? Nhưng mà phải ngồi cho đúng, tưởng phải cho giỏi. Thế mà tưởng lơ mơ ổng không hiện đâu. Muốn ông A Di Đà ổng hiện dễ ợt, cúng cho lớn. Ngồi đó ngồi thiền tưởng ổng 5 phút sau tới. Phải cúng lớn rồi chứ còn cúng nhỏ không tới. Ôm này nó cúng bèo lắm, không tới. Phải hiểu cái thế giới này nó là vậy. Tâm linh là cái vậy. Thế giới này ngũ thú tập cư có hai loài, có tâm linh, một thần có sức mạnh để thực thi nhân quả, hai thánh muốn hiện gì nó hiện cho mình thấy. Đó là vậy, tâm linh thế giới này. Còn con người không có tâm linh vậy. Con người là tay sai đi là mướn cho mấy cái kia thôi. Muốn thấy gì nó hiện ra, với điều kiện là muốn thấy cái gì phải cúng cho người ta ăn, người ta nó hiện cho. Con người là gọi là công cụ, là đi thuê người ta làm gì thôi. Chứ tâm người không có làm cái gì ra cái trò gì đó. Chỉ thấy thì ông Phật thấy, rồi tánh người nó làm cho đảo lộn vậy thôi. Chứ con người làm sao thấy, nếu thấy thì cái ông thấy thiệt không? Chích điện rồi, mất điện ông học cho ông thấy không? Cứng ngắc không có thấy được. Nó phải là sinh diệt theo quy luật vật lý. Nó mình phải hiểu thế này. Còn không hiểu rồi bắt đầu tưởng tượng này, tưởng tượng kia là nó sai. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, các Phật tử đóng 43 triệu để về 4 nơi mà tưởng nhớ Đức Như Lai, thì mọi người có nhận được trí tuệ và những cốt tủy của Đạo Phật là giác ngộ và giải thoát không ạ? Giác ngộ giải thoát nó ở đất rộng chứ nó không nằm ở bên đó đâu. Bên đó thì về qua nhận tâm linh. Ông Nhật Từ nói đúng, đi đến nơi có tâm linh siêu đẳng luôn. Còn giác ngộ giải thoát thì ở đất rộng á, giờ xuống kiếm đất rộng mới ở. Thấy không? Giờ muốn biết đất rộng ở đâu thì đi kiếm ông em tì bói hỏi chứ thì đất rộng ở đâu ạ? Rồi hỏi tiếp đi. Thưa thầy, trong thì tiến sĩ Nhất từ nói đám cưới tại chùa bao giờ cũng rẻ hơn ở nhà hàng rất nhiều, tùy theo túi tiền của các bạn có thể tổ chức đơn giản, có MC và ca sĩ chuyên nghiệp miễn phí, và công đức cho ca sĩ cũng rất ít. Vậy con xin hỏi công đức cho ca sĩ là gì ạ? Công là công việc của người ta làm, cái đức là họ lấy tiền, công việc họ làm lấy tiền, chứ đức là tiền. Mình ở đây cô đó phước đức, cái phước là hưởng sung sướng, đức là tiền. Chứ đức là tiền chứ có cái gì đâu. Thấy không? Công là công việc của ổng, đờn ca sướng hát. Còn cái đức ổng là ổng lấy tiền là có người ta. Đó, gọi là. Còn công đức nó không phải nằm ở chỗ đó. Công đức là giúp người ta đi về nhà cũ á, thì gọi là mình phải có công đức. Có công mình dẫn người ta đi về gọi là công đức. Còn có công mà để nghe người ta này kia nọ đó, đưa ban tiếng vui cho người ta gọi là cũng công đức. Nhưng mà công đức của mấy ông ca sĩ. Nhưng mà nói đúng ra dịch vậy nó sai. Nhưng mà thôi giờ tại ổng nói có công đức thì mình cũng nói công đức cho nó vui thôi. Chứ công đức không được. Trong đó chả có phước đức gì này mà không có công đức. Ông đến anh phục vụ rẻ là gì, tại sao rẻ? Nên cái bàn này ăn ở ngoài á, làm hai con gà nhiều, giờ không có làm hai miếng tàu hũ làm sao nó mắc, thì nó phải rẻ hơn một cái bàn hai ba miếng tàu hũ, hai ba miếng bún xong rồi làm gì mắc.
khi còn con này con kia được nó mới mắc ha. Thì cái anh ca sĩ anh lại anh phục vụ thì đã tôi làm rẻ anh cũng phải làm rẻ chứ không lẽ giờ anh mới mắc. Thì đúng rồi, thì quan niệm người ta là tưởng đâu vô này làm để rồi có phước đức mà họ không hiểu, mà tưởng là công đức không. Công đức không có nằm ở trong mấy cái trong cái nhà hàng, không nằm trong cái chùa vật lý luôn. Công đức không nằm ở trong hai cái gì đấy. Công đức duy nhất nó chỉ nằm ở cái chùa Thiền Tông thôi, chứ còn không phải ngoài được. Thiền Tông không có ai nói, không ai dám đề cập tới chữ công đức. Nên nhớ một điều, công đức duy nhất chỉ nằm chùa Thiền Tông. Nhớ là chùa Thiền Tông, chứ chùa vật lý hoặc chùa tịnh độ, chùa mật chú hoàn toàn hai đường, phước đức và ác đức. Chùa không phải là phủ nhận cái chùa vật lý, không phải không có phước đức. Anh làm đúng, anh cầu giảng sanh người ta đúng, ta cúng tiền lớn là rất đúng. Làm phước nó vậy, tôi làm phước tôi lên đó thì đúng rồi. Giống như mình ở đây đi du lịch, giờ tôi muốn xuống biển thì là có vũ xuống chết chết chứ biển á, là xuống âm á. Còn muốn đi lên, không tưởng tôi muốn lên hư không cái trời á, nên để mà máy bay nó nổ một cái chết thì tôi cứ chết ở trên, chết trên trời vậy. Em nó phải rõ ràng như vậy. Vì thế mà người ta không có hiểu. Vì thế mà đạo Phật Thiền Tông phải ra đời để gì? Để cho cái người tu theo đạo Phật anh phải là trí tuệ. Anh đừng có tin mù. Thấy không? Ông nào anh muốn tu đạo Phật là cái gì? Bây giờ căn bản đạo Phật có hai chữ: giác ngộ và giải thoát. Anh biết thì dạy người ta, không biết thôi làm ơn làm thinh đi, đừng có nói cái gì trời, đừng có tổ chức cái này. Nếu mà tổ chức đó thì phải như là thì để chùa gì, chùa tổ chức tiệc cưới, chùa chuyên môn kinh doanh du lịch, chùa chuyên môn tu xin bán bùa bán phép, nghe không? Chùa nên phải nói đó. Cái chùa thì cho đồng ý, bây giờ ổng là ông thầy thì được quyền cái chùa, chùa chuyên môn làm này chuyên môn làm kia. Chứ đừng có tưởng rồi vô muốn ổng muốn tìm công đức thì phải để chùa Thiền Tông hiểu gì vậy, có ổng muốn hiểu gì vậy. Nhưng mà phải dạy giác ngộ và giải thoát hai cái chữ này thôi. Dạy hai phần, giác ngộ là giác cái gì, giải thoát đi về đâu, công thức như thế nào. Rồi, hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, các thầy đưa đám cưới vào chùa và gọi là lễ hằng thuận. Vậy lễ hằng thuận có đúng với hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đúng với giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ạ? Bây giờ con hỏi này thì chú không trả lời được. Bởi vì chú đâu có tông tu, đâu có thành viên của giáo hội đâu mà hỏi về hiến chương. Tôi đâu có hiểu cái hiến chương niết ở đây. Nếu tôi nói đúng thì cũng không biết, tôi chưa có đọc, mà nói sai cũng được. Rồi còn gì nữa? Có đúng với giáo lý của Đức Phật Thích Ca không ạ? Giáo lý thì giờ tôi đọc mà giờ tôi chưa xuất bản hoàn toàn, tôi không dám nói. Chừng nào xuất bản giáo lý ra thì tự nhiên tôi mới dám nói. Ha, câu này không trả lời, vì giáo lý đạo Phật chưa xuất bản, không dám nói. Chừng nào xuất bản tôi mới dám nói, giống như là thiên cơ bất khả lộ. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, thế các thầy có thể ban phước cho đôi tân lang và tân nương được hạnh phúc bên nhau mãi mãi không ạ? Có, nhưng mà bây giờ thì tôi thấy rất nhiều, tôi không biết ai, nhưng mà tôi nói nếu đưa thầy 1 triệu, ban phước nhiều hơn, 2 triệu, 3 triệu, nó càng đưa càng nhiều tiền, thầy ban phước càng nhiều. Tôi thấy nhiều cái chùa tổ chức vậy. Mà không biết được đúng hay không tôi không biết, nhưng mà thấy có nhiều chùa làm vậy. Cái chuyện đó là nó ngoài sách vở. Bởi vì nếu mà mình nói sai không được là vì sao? Là vì mấy ông thầy nói cãi với tôi á, là nói là ông có 6 pháp môn thôi, tôi tới 84.000, ông làm sao ông biết bằng tôi. Từ 84.000 ông có 6 pháp môn làm sao ông địch với tôi được. Đó, vì thế mà không dám cãi cái này đúng hay sai. Nhưng mà tôi có thấy là cúng càng nhiều thì ban phước càng lớn. Còn chuyện mà phước trên trời nó rớt xuống mà tôi chưa thấy, chưa thấy trên trời nó rớt xuống. Rồi, câu hỏi tiếp đi.
Dạ thưa thầy, con xem trên mạng thấy bài Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ giảng tại Cộng hòa Liên bang Đức, đề tài Sự thật về ngoại cảm và cõi âm năm 2015. Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ nói cõi âm không có, và các thầy ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tây Tạng và Trung Quốc dạy có cõi âm là mê tín. Còn theo Nam truyền ở các nước Sri Lanka, Tích Lan, rồi Thái Lan, Miến Điện đến Campuchia thì không có cõi âm, và nói rằng là không có khoảng trung gian, không có trung âm thân, và lập tức con người mất thì lập tức tái sanh ngay vào thai người phụ nữ, và không có thân, không còn mắt tai môi lưỡi ý thân thì không thể tiếp xúc với nhà ngoại cảm được. Vậy con xin hỏi thầy, thứ nhất là con xem nhiều video clip thấy tiến sĩ Thích Nhật Từ vẫn làm MC cho nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Vậy tiến sĩ lúc thì nói có cõi âm, lúc thì nói không có, thế là sao ạ? Đúng là người ta tu cao, người ta tiến sĩ, người ta muốn nói gì nói. Hơn nữa là tới 84.000 pháp môn, ông tu nhiều lắm, giỏi lắm. Bây giờ thì theo cái Thiền Tông nói rằng là cái đất này gọi là tam, nằm trong tam giới, bầu hoàng bầu hồ của tam giới, mà ta trình bày rất rõ ràng. Còn thứ hai nữa, nếu mà không có cõi âm thì không có cõi trời. Tại sao? Có người tôi lên trời Ngọc Hoàng, tôi lên trời Ngọc Thượng Đế, hay tôi trời Hữu Sắc, hay lên nước Tịnh Độ. Nó có người ta mới lên, chứ không có làm sao ta lên. Rồi thí dụ không có cõi âm, tại sao có cái vong nhập xác? Vong nhập xác nó vô, nó nói cái người đó đó. Bây giờ rất nhiều người ở thứ nhất là miền núi hoặc là miền cao nguyên đó, thì cái vong nhập xác nó nhiều hơn. Mà thứ nhất, những cái vùng nào mà chiến tranh ngày xưa nó chết, người ta không chịu đi, người ta làm cái khỏi âm, tôi gọi là cô hồn, người ta nhập xác. Có sao không có? Vì thế có, nhưng mà vì thế mà Đức Phật không nói là ngũ thú tập cư trại trên đất này. Thần người ngã quỷ là âm, súc sanh địa ngục. Ngã quỷ nó chia làm 4 đẳng cấp. Ngã quỷ chúa, rồi ngã quỷ quốc gia, rồi ngã quỷ dùng, rồi ngã quỷ thừa hành. Thừa hành nó được xếp vào cô hồn. Còn cấp trên nó gọi là, nó là cái gì? Thánh. Bởi vì trong kinh có nói cái câu gọi là Thánh Chúa đi bất cứ nơi nào trên thế giới, muốn làm gì thì làm. Rồi Thánh Quốc gia, rồi Thánh Dùng. Duy nhất cái cô hồn thì sử dụng cho cái loại đẳng cấp thứ tư, là đẳng cấp thừa hành. Vì thế á, ở thế gian mình cái ông đó làm tổng thống, mình kêu bằng ngài, thấy không? Chứ không phải thằng, không kêu bằng thằng tổng thống được, không dám được. Thằng ngài, ông ngài, rồi ông kia cũng vậy. Mà duy nhất chỉ có cái người lao động phổ thông, ê mày, lại tao biểu. Nhưng mà chứ có khi nào cái ông quan mà dám kêu vậy không? Nó thì cái đó là nhiệm vụ của thế giới này, nó vậy, đẳng cấp. Cô hồn tất nhiên là nó thuộc về ngạ quỷ, mà loại cấp 4 gọi là cấp thừa hành đó, chứ làm sao không có. Chính ông Phật nói là ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ súc sanh và địa ngục, có hết. Cái đó là trong kinh mà ai đó. Bây giờ 100 cái người con đi tâm, 100 cái chùa hỏi có hỏi nó chứ bây giờ nếu mà tôi làm vậy thì có tội gì nó không? Xuống địa ngục ở chẳng có nào không, nên tôi xuống địa ngục. Ông nói có thì ông mới xác nhận mình xuống địa ngục. Vì thế mày mấy ông thầy chửi á, nó mày nói tầm bậy, mày xuống địa ngục mày ở. Địa ngục có thì phải có rồi cô hồn chứ sao không có. Thấy không? Mà trong kinh Đức Phật nói đàng hoàng, chứ không phải là ấy, nhưng mà nói bởi vì còn nói gì về ông Thích Nhật Từ, ông nói ở lúc này ông có lúc này không là vì sao? Ông là cái thuật ông 84.000 cái pháp môn ông dạy, ông muốn dạy pháp nào dạy có cũng đúng mà dạy không cũng đúng. Nhưng mà nếu mà Thiền Tông mà nói 6 cái mà ông nói tầm bậy là học trật, không có cho ông chỉnh được. Thì thôi, nói đúng là người ta học cao, người ta nói gì ta nói. Còn ông hỏi chú nói vậy thôi, chứ còn sự thật, cái gì tiến sĩ nói hoàn toàn đúng, không có sai.
Thì bữa nào thì con muốn ấy á, thì con có tiền cũng đi, ổng chuyên môn mà, chuyên môn đi du lịch á, đóng với ổng là đi Nepal hay là đi Ấn Độ, đi Tích Lan vậy thì đi con đi. À, chứ ổng chính là ổng du lịch tâm linh, ổng rất giỏi, chỗ nào ổng cũng rành đó. Nhưng mà có một điều á là cái chùa Giác Ngộ mà không biết Giác Ngộ cái gì. Mai mốt con gặp ổng á, con nói ổng là thưa tiến sĩ, tao đổi cái chùa ổng là chùa gì? Chùa du lịch hay là chùa đám cưới vậy nè. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, tiến sĩ Thích Nhật Từ nói rằng khi một người từ bỏ xác thân này thì lập tức tâm thức tái sinh vào thai của một người phụ nữ. Nếu một cụ già chết năm 2000 thì đến năm 2015 là một cậu bé 14 tuổi. Vậy lời Đức Phật dạy thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Khi chúng ta bỏ thân này thì muốn trở lại làm thân người giống khó khăn, giống như con rùa mù 100 năm mới ngoi lên mặt biển mà chui được vào cái bọng cây trôi lênh đênh trên mặt biển và đi theo luật nhân quả lục đạo luân hồi. Thì như vậy thì lời của Đức Phật không đúng hay sao? Bây giờ ông Phật nói là kêu bằng lục đạo luân hồi mà phân tích ra là 12 con đường chứ không phải cõi trời 6 mà trái đất này 6 là 12. À, tiến sĩ Thích Nhật Từ nói cái câu này rất đúng. Nếu con người nằm ở trong dòng tộc thì phải đầu thai. Còn ổng không biết cái cô hồn là cái gì, không biết là địa ngục là cái gì, không biết thực vật và động vật là cái gì, rồi không biết các cõi trên. Vì thế mà ổng nói một pháp môn là con người ở trong dòng tộc mà phải vô đó phải đầu thai. Còn không chịu đầu thai thì phải ra mộ mã ở, rồi tới giờ vô con cháu nó nấu cơm cho ăn, còn không vô thì gọi là hương linh chạy vòng vòng, ai nấu hửi mùi. Bởi vì người ta không phải đi như mình, trong 5 giây thì tới Sài Gòn rồi, thì đi rảo chút xíu tới buổi chiều nó nấu cơm nhiều lắm, ta hửi cái là xong, chứ không phải cần ở đây đó. Thành ra ông không có hiểu được cái quy luật vật lý này. Đức Phật đã dạy cái này nó tuyệt mật ở trong cái Thiền Tông, trong cái giáo lý Đạo Phật Thiền Tông. Nó có nói rất rõ ràng chi tiết về cái vụ này. Thì không biết thì ổng nói đúng là ổng học cao quá rồi ổng quên cái thấp. Ổng học mà kêu như chuyện trên trời được, nhân cộng trừ nhân chi ổng quên. Chứ sự thật có, bắt buộc phải cái căn bản này có rồi mới học cao được. Thấy không? Mà nói đúng là thôi, bây giờ người ta học cao người ta nói gì ta nói, mình kêu sư phụ thôi chứ đừng có cãi. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, tại vì bạn con hỏi là nếu một người chết và lập tức tái sinh vào là một người mới và chỉ có một con đường đó duy nhất thì số lượng người sẽ ổn định, người cân bằng giữa người sống và người chết, tại sao lại có sự bùng nổ dân số? Thì sự bùng nổ dân số đó ở đâu ra nếu lập tức tái sinh như vậy? Bây giờ mình phải hiểu thế này nè, thế giới này là cái thế giới nhân quả. Khi mà con người mà bây giờ lên tới 10 tỷ người thì nó sẽ chết hết vì khoa học, người ta giết nhau bằng cái vũ khí nguyên tử chết hết, chỉ còn một số người ở trong hang núi mới sống hoặc là hải đảo xa. Thì bây giờ người sống ở đâu? Cực nam của trái đất sẽ còn sống. Và những người mà ở trong sâu trong hang núi thì còn sống thôi. Còn tất cả các thành thị sống không chết nhưng mà bị bệnh. Rồi không mình đang ở trong cái thời gian hưởng sung sướng nhiều quá. Giờ xe cộ đi đâu cũng xe. Nay mốt không còn, đi bộ chịu không nổi thì chết. Có vậy thôi. Ăn uống sung sướng bây giờ không có. Lúc đó ai đánh cá bắt chờ bán cho mình. Ai nấu đậu trồng đậu bán cho mình làm tàu hủ, thì bắt đầu mình chịu không nổi mình chết. Rồi khí độc nó là giết mình thì mình phải chết, rồi còn ít thôi. Nhưng người nào mà sức mạnh nhiều thì mới còn. Theo quy luật vật lý, trái đất này 10.000 năm phải tiêu diệt một lần, sự sống một lần, đi qua chu kỳ khác. Vì thế mà khi tiêu diệt hết thì người ta gọi là đồ đá, sống đồ đá 3.000 năm như vậy mới chuyển ra thời đồ đồng. Thấy không? Đồ đồng chuyển qua
4.000 năm nữa thì mới qua cái thời kỳ nguyên tử, có 3 thời kỳ thôi. Thì mình nên nhớ một điều đó là con người sinh sản ra, bây giờ tôi nói hồi trước giải phóng thôi, trên lỗ đất này cho nó không làm. Con thấy không? Sau giải phóng mấy năm nhà xí Sài Gòn nó bán 2-3 cây dạng chả, mà có nhiều cây nó bỏ luôn. Mà giờ bao nhiêu? Cho một cái nhà có chút xíu mấy chục tỷ chung ít đâu. Nhưng mà khi mà con người ta giết nhau trở thành đồ đồng là bắt đầu anh phải sống bằng cái hiểu biết bằng cái đồ đồng ở đồ đá thôi, rồi chiên lên. Thì cái quy luật vật lý mà giống như con người sanh ra cao lắm 100 tuổi cũng chết. Một hai người nghe thoát ra thôi. Cái quy luật của nó vậy, cứ sanh chết nhưng mà điều nó phải đi xe tái sanh ra chỗ khác. Bởi vì mà thành ra nó mới có cái chuyện đạo Phật có lên nước cực lạc, đạo Thiên Chúa có lên thiên đàng, chứ không có sao ai tu. Thành ra bây giờ còn cái chuyện mà cái quy luật này nè, trái đất hiện giờ mình là 7.5 tỷ người, nhưng mà còn cái người mà mang trung ấm thân ở trong trái đất này biết bao nhiêu, hàng vạn, gấp vạn lần của cái người có mặt trên trái đất này thiếu được rồi. Mình chứng minh rồi, nếu vì khoa học chứng minh biết rồi. Mình ở đây ở cái chùa này thí dụ chứa 200 người nó cứng cắc, chứa 5 triệu người trung ấm thân không ăn thua trong cái không gian này. Điển hình bây giờ đồng loạt 1 triệu cái máy điện thoại ở đây gọi thì đều có tiếng riêng, nó có cái tần sóng riêng, hoặc cái tivi nó hình ra thôi, nó cũng nằm ở đây thôi. Giờ con suy nghĩ bây giờ 1 triệu cái tivi mà mở đây, 1 triệu cái đài hoàn toàn vẫn có hết, thì đó là chứng minh là trung ấm thân có. Nếu không có, nếu mà trung ấm thân bây giờ nếu nó trung âm tôi cũng thấy chứ, bà hỏi vậy chứ cái phát hình đó, còn thấy không, có phương tiện mới thấy, còn tiếng nói sao tôi không nghe. Giờ thì có cái radio thì nó mới phát ra được, hay nó chuyển thể gì, khoa học nó đã làm được cái này rồi, nó móc được cái cõi vô hình ra cho mình thấy rồi, mà tại mình không hiểu, chính cái truyền hình là nó móc cái cõi vô hình cho mình thấy. Thì làm sao không có chứng minh? Thì tất cả trong không gian cái gì cũng có hết. Đức Phật biết, một vị toàn năng toàn giác cái gì người ta cũng biết hết. Thấy không? Còn những người lúc mà phủ nhận có, lúc phủ không, thì nó đúng ra người ta tu theo một cái tưởng. Ta tưởng sau này, lúc này tưởng vậy, ta nói vậy. Lúc sau tưởng khác, ta nói khác. Không, mình cũng không chấp người ta. Đa số người ta tu cao, người ta ưa tưởng. Tu càng cao, tưởng càng nhiều. Đừng có lo chuyện đó. Còn mình sẽ khỏa tưởng, ai nói gì nói kệ người ta. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, thưa bác, bạn con hỏi rằng nếu một tâm thức rời khỏi cơ thể mà không còn biết gì nữa, tái sinh ngay vào thai của một người phụ nữ, như vậy, như thầy Thích Nhật Từ nói rằng không còn thân, không còn cảm giác, giống như người mù nên không nhìn thấy, do đó không có trung ấm thân và không giao tiếp được với nhà ngoại cảm. Thế như vậy thì cái tâm thức đó làm sao nó biết để vào thai một người phụ nữ chứ không phải vào thai một con trâu, bò, ngựa, gà gì đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu nó biết thì tại sao nó không đầu thai vào những nhà giàu có, thông minh, xinh đẹp mà lại mỗi người có một số phận khác nhau. Vậy xin bác giải thích cho thầy Thích Nhật Từ rõ, vậy cái tâm thức đó nó cấu tạo bằng cái gì, nó chứa gì trong đó và nó di chuyển bằng cách nào ạ? Bây giờ con nói thầy Thích Nhật Từ là coi cái đường về Phật giới 12 con đường đi và một con đường giải thoát. Khi mà con trung ấm thân mà xuất đi ra cái thân này, nếu mà con ở cõi âm nó đều hoàn toàn nó đen thùi, nó không thấy đường, thì ông thần thực thi nhân quả bằng cách gì? Đạp con xuống đất á, thì tùy theo nó lúng, thì theo cái nghiệp của con nó lúng tới mức nào, nó 18 tầng nó muốn lúng tới đâu, nó nặng thì nó lúng tới với 18, còn nhẹ thì 1-2 tầng thôi. Đó là cái nguyên tắc vật lý của nó, thì làm sao không có. Thì còn nếu mà con giảng sanh thì con về Phật giới liền, còn kêu bằng ở giảng sanh thì về các cõi trời, còn mà trở về Phật giới con có công đức thì con về. Còn con á, được biết cái này nè, con chết mà đầu thai liền thì nó có 2 cái trường hợp. Một là con người giàu phước giàu có,
được quyền thần thực thi nhanh. Nếu với điều kiện anh phải có cái nghiệp của giống như cái nhà đó đó thì mới vô. Thì tôi thực thi nhân quả bằng cách là tôi quăng anh vô trong cái tử cung của gia đình đó đó, của người mẹ đó. Còn không phải anh phải đợi. Còn nếu mà đặc biệt mà khi mà muốn về Phật giới thì nó phải như thế này, có công đức. Còn nếu mà muốn công đức là đi liền, không có đầu thai đây, mà nếu mà muốn đi vô trong cái đầu thai là để đi tu thì có đi được ưu tiên cái này. Một người nó ở tu rất nghiêm mật và tu được thành cái gì rồi đó, tu chứng quả luôn. Tôi chết và tôi muốn trở lại tôi làm người tu, thần thực thi nhân quả liền cho vô đầu thai liền, để lên mười mấy tuổi khi vô chùa tu tiếp là có. À, có nghĩa là quyết định tại sao đứa trái đất này quyết định là cái gì? Quyết định nhân quả luân hồi, thực thi là thần. Nhưng mà tùy theo nhân quả mình nó mới thực thi. Chứ bây giờ lên nước cực lạc thì phải quăng lên trển chứ sao? Cho 10, ví dụ con đủ 10.000 năm, phước còn đủ bằng năm thì sống 10.000, phước 5.000 năm thì sống 5.000 thôi. Giống như con thuê nhà người ta đó, tôi thuê ông một năm thì tôi ở năm thuê năm tháng tôi mới ra, chứ không lẽ đây là một nguyên tắc của thế giới này gọi là thế giới nhân quả. Nếu mà người nào hỏi cái này, anh phải hiểu rằng thế giới này gọi là thế giới nhân quả, nên nhớ là phải nhân quả chứ không nhân quả. Mà ai thực thi nhân quả là do vị thần, mình phải hiểu được, mình phải hiểu cái nguyên tắc này rồi mình mới hiểu cái cõi âm ở thế giới này. Mà nói bằng khoa học, mà hiện giờ khoa học văn minh rồi ta mới nói ra bằng sự thật thì mới giải tỏa được cái gọi là mê tín. Hồi xưa nói ông Phật nói ở đây hằng hà sa số hình ảnh, nó chửi ông được. Tại chửi ông nghe, nhưng mà ông không chứng minh được, ông không thanh minh thanh nga được. Nhưng bây giờ chửi chú thanh minh thanh nga được. Thấy không? 1 triệu cái người này biết không? Đưa 1 triệu cái máy này, đưa cái điện thoại, cái TV này nó mở. Nó có đủ, nếu mà nó không có làm sao nhảy vô cái máy này. À, bắt đầu nó nguyên tắc này, cơ bản thiền tông ra đời nói phải kèm theo chứng minh khoa học mới được. Còn nếu mà không kèm nó chửi, giống như ông Thích Ca bị chửi thôi. Ông Thích Ca bị chửi vì ông không có chứng minh được, lúc đó ai chế tivi đâu. À, thì mình phải hiểu cái nguyên tắc đó. Vì thế mà cái thiền tông phải đợi khoa học tiến bộ rồi mới chứng minh được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, có Phật gia ở Quảng Trị gửi nhờ con hỏi bác ạ. Câu 1, thưa thầy, trong nhà con có một người đã chết 20 năm rồi, mà năm nào cứ đến ngày dỗ kỵ thì lại nhập vào người con trai của bà và nói lung tung. Hiện tượng này là như thế nào ạ? Ai làm ra? Mong thầy dạy cho chúng con biết ạ. Cái này nó đó thì nó đúng có chứ không phải không. Nhưng mà dưới điều kiện là bà không bị luân hồi, ở trong dòng tộc mà không chịu luân hồi, ra mồ mả cứ ở tới ra lùi hoài, cái đó là có 100%. Còn thứ hai nữa, ưa cúng câu hồn nó giả bả, giờ đi vô nó nhập vô để cho cúng cho ăn thôi. Nó có 2 trường hợp chứ không phải là không. Có khi thiệt mà có khi giả. Mà đặc biệt giả đó thì nó chiếm tới 80% là cái ông thánh ông nhào vô, cái ông cô hồn mình gọi ông, mấy cái ông thừa hành gọi là ông cắt đảng, cô hồn cắt đảng là mấy ông này nhào vô. Mình thấy cái nhà này cúng nói cái gì cũng nghe, hù vậy cái bắt đầu cúng lớn rồi bắt đầu thì vài bữa làm tiếp. Có vậy thôi, đơn giản. Có nghĩa là cái tại sao cái vô hình ở đây ngạ quỷ nó chia làm 4 đẳng cấp, mà cái đẳng cấp này là cái đẳng cấp chui vô xác người ta, gọi là dông nhập xác á, là được cái anh cô hồn này nè. Chứ còn ông đẳng cấp ông không làm đâu, giống như mấy ông cô hồn lớn, cô hồn quốc gia, cô hồn dùng nó không làm đâu. Còn cô hồn chúa nó có, chỉ có cô hồn chúa nó được làm này, nhưng mà nó nhập vô nó dạy đạo. Nhớ là cái cô hồn chúa nhập vô dạy đạo nè. À, ông lập đạo đã rồi giờ buồn quá ông nhập vô đâu cũng dạy, có vậy thôi. Chỉ có hồn chúa mới nhập dạy đạo thôi, còn có hồn thừa hành là nhập vô để cúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ câu thứ hai, thưa thầy, chấp là như thế nào ạ? Chấp thường, chấp đoạn là như thế nào? Mong thầy dạy rõ ạ.
chấp là mình chấp nhận cái hiểu biết của mình là đúng đó. Chứ chấp gọi là chấp ngã, ta nói là đúng. Chấp thường là nói là chết rồi cái luân hồi hoài đó, gọi là chấp thường. Còn mấy ông chết rồi mất đó, là chấp đoạn, chết rồi đi mất. Trong này có nhiều ông dạy chết là mất, mà mình không nói ai, nói chết là mất. Còn ông nói chết là còn. Chính cái Thiền Tông cũng chấp thường, đó là có còn quay. Nhưng mà Thiền Tông chấp thường nhưng không cải. Còn mà cái tu vật lý chấp thường họ cải. Bởi vì khi này nói có trật trúng, Thiền Tông vẫn làm thinh. Sở dĩ con hỏi này con hỏi người ta mới nói thôi. Chứ Thiền Tông gọi là chấp thường, có nghĩa là Phật tánh còn hoài, luân hồi đã rồi trở về Phật giới đó, gọi là chấp thường. Thấy không? Còn chấp đoạn là chết là mất, gọi là chấp đoạn. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu 3. Thưa Thầy, hiện tượng được biết trước những sự việc sắp xảy ra trong cuộc sống thường ngày, hiện tượng này do ai làm ra, mong Thầy dạy rõ ạ. Cái hiện tượng mà biết trước cái sự việc mà sắp xảy ra. Rồi cái này hiện tượng gì cái đó, ông Thánh ông nhập vô, ông bảo cho mình biết vậy đây. Cái đó là mấy cái người mà ưa mong ưa cầu thì biết trước được cái này. Là ông Thánh ông nhập, vì ông Thánh là gì? Thánh là một con người. Mình ở đây mình không thấy ổng chứ ổng thấy mình á. Ví dụ mình ở đâu mình tổ chức cái này, ổng biết, ổng cũng ngồi ổng nghe chứ không phải không đó. Nhưng mà có cái ông ngồi ổng cũng nghe rồi ổng bỏ. Rồi có người nghe một hai tiếng họ bỏ đi. Nó có, cái này là có chứ không phải không đâu. Vì thế mà nó có cái dông nhập sát ở chỗ này. Là cái gì? Mấy ông thầy bói mà coi giỏi là phải cái dông phải nhập vô mới coi được. Ví dụ thấy cái bà đó lợi á. Ổng vừa biết rồi ha. Rồi ông làm ơn lại coi cái bà này nhà ở đâu rồi. Nó là tôi biết rồi, nhà đó đó. Nhà bà có gì? Báo cáo chi ông thầy bói nói trúng y chang á. Đúng rồi, con hết một ông này linh, báo linh. Nói, xin lỗi cô hồn báo với ổng chứ ai làm gì ổng ngồi đây sao không biết. Vì Thiền Tông ra đời nói rất rõ về cái chuyện thức nhất là về linh hồn và tâm linh. Linh thiên huyền bí tức là cái nghề của Thiền Tông. Linh thiên huyền bí là cái nghề của Thiền Tông, nó thật. Bây giờ chú hành nghề này là hành nghề Thiền Tông chứ không phải ấy đâu. Giải thích được mà. Chuyện trên trời cũng nói được, mà chuyện dưới đất, chuyện Ngọc Hoàng cũng biết, mà chuyện Phật giới cũng được. Đây là cái nghề của Thiền Tông, là cái nghề đó. Nói bằng sự thật hết. Mà nếu mà cái nghề này là cái nghề chính chắn đàng hoàng, nếu mà cái nghề mà bịa đặt, không dám cho hỏi ngược lại. Cho hỏi ngược lại là cái nghề này chắc chắn lắm, 100% là đúng. Chứ nếu cái nghề giả, xong lỗi không dám cho hỏi một câu, chứ đừng nói. Thấy không? Thiền Tông, tu Thiền Tông là tu cái nghề nói thư thật, chứ không có gì lạ từ từ. Chứ đây không có chứng đắc gì rồi. Muốn về Phật giới tôi chỉ cho, tôi là cái nghề chỉ anh về Phật giới, muốn ấy tôi chỉ cho anh đi. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi. Thưa Thầy, câu cuối cùng ạ. Thưa Thầy, trong nhà con làm đám giỗ, chúng con mời khách đến ăn cỗ, họ có mang theo tiền đến cúng giỗ, vậy Phật tử Thiền Tông chúng con có bị gì không ạ? Lặp lại. Trong nhà có tổ chức giỗ, rồi các người đến dự người có mang theo tiền để cúng giỗ, vậy thì các Phật tử trong Thiền Tông có ảnh hưởng gì hay không ạ? Đem vật cúng được chứ đem tiền không được. Đem tiền là chỉ con cháu phụ tiền đám giỗ được. Cúng thí dụ thường thường là ta tới cái đám giỗ đem trái cây gì đó, khi con về người ta dường nhiều người ta chia. Cái đó cái luật lễ, còn cái lễ giáo của cái người thế gian này, của phong tục Việt Nam, đúng. Tuyệt đối cúng phụ tiền là phải con cháu trong nhà, người ngoài không được. Người ngoài chỉ là đem lễ vật thôi, gồm có rượu, trà, trái cây, hoa lá gì thôi là được. Nhưng mà nên nhớ một điều, khi người ta về còn dư bao nhiêu phải gửi lại. Là đúng cái lễ giáo của cái người tu ở thế gian này, ở người ở thế gian này. À, rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con đã hết câu hỏi ạ. Con xin cảm ơn bác ạ. Hỏi hay quá, sao nghỉ ngang rồi. Giờ cũng hết giờ giải đáp rồi. Xin dừng cuộc giải đáp ngày hôm nay ạ. Không, hỏi có ai không? Còn chút xíu thôi.
để hỏi đi, cho người ta hỏi. Con xin hỏi thầy một câu đó. Chúng con hiện nay là những người hướng dẫn về các môn sinh học về tâm năng dưỡng sinh này, hay là cái thiền đấy, thì nó cũng giống một số để rèn luyện sức khỏe. Thế bây giờ thì đưa cái thiền tông vào để chia sẻ với họ là học là ví dụ là cấu tạo con người, cấu tạo tam giới, xong là đọc cái quyển số 11 bước đầu ấy, thì một số họ đề nghị là họ xin vào, thì như vậy là chúng con có làm có được không? Cái thứ hai là có một số thì phản đối, thậm chí cả vợ con nó cũng bảo vợ phản đối, thì chúng con rất là băn khoăn. Nhưng mà trong cái này thì ở quyển 3 về nói về thiền ấy cũng có, thầy cũng nói về thiền, thì vậy thì chúng con cũng áp dụng cũng có cái thiền này, thì vậy thì để mà giải thích cho họ rõ thì chúng con cũng thấy là rất khó. Người thì ủng hộ là xin vào, người thì chống đối lại bảo là theo cái đạo khác. Thì chúng con giải thích đây là không phải, đây là môn giải thích cho họ cũng đó là cái đạo Phật có 6 pháp môn. Đây là pháp môn, 5 pháp môn là tu vật lý, còn một pháp môn này là tu giải thoát giác ngộ. Thì chúng con vẫn còn băn khoăn ở chỗ là người thì bảo là làm thế này đúng, người thì bảo là sai. Thế thì nếu như chúng con làm thế, giả sử nếu mà đúng thì còn có công đức, nhưng mà sai thì lại ác đức, thì cũng con không muốn dám làm ạ. Thưa thầy như thế, kể cả vợ con cũng phản đối ạ. Bây giờ tôi nói nghe nè. Bây giờ cái tình tầm hiểu biết á, mỗi người nó màu khác, nó có 10 cái tần số. Bây giờ anh con mắt nó sáng thật sáng, anh nhìn cái vật đó anh chỉ, ai mà nó tương đương sáng với anh đó thì nó chấp nhận. Còn cái người mà con mắt chập chờn á, chỉ ồ nó tầm bậy. Mỗi người có cái tần số riêng. Vì thế mà khi thiền tông ta nói là anh giúp người ta anh phải bằng trí tuệ, anh không nói được hồi sáng rồi cái ông gì ông Hùng á, ông nói rất đúng theo người thiền tông, có nghĩa là vô cái này đừng nói thẳng, người ta mấp mé thôi, người nào được nhà kéo vô cũng được thôi, đi ra. Đức Phật ông nói là 1 triệu người nghe này có 1 người đồng ý thôi, mà khi đồng ý truyền thiền 100 người 95 trở lại vô rồi, nó vô vòng 3 rồi nó còn trở lại xuống chi ở người ngoài, vì người ta âm quá đi. Tất cả những người mà tu đạo Phật mà cầu xin cúng tụng hoàn toàn là âm, nghe không? Mà âm thì chịu cái dương này chịu không nổi ra. Đừng có nói chi cái chùa này mà cái người mà đang cúng đang tụng vô cái này không dám ngồi nghe, chứ đừng có nói thì ta cũng là con người mà tại sao mà ta tu theo đạo Phật mà thấy cái này ta chịu không nổi. Như thế mà có trường hợp mấy ông tiến sĩ, mấy ông tu cao chửi cái chùa Tiên Tông là ma đạo. Là vì người ta âm ta chịu không nổi, ta phản ứng vậy thôi. Chính ngày xưa Đức Phật còn bị chửi không chi ở cái chùa này. Đức Phật còn chửi nã ổng luôn á. Chứ không phải một người đâu, rất nhiều người. Trên 7.000 người mà nó đi hết, 5.000, trên 5.000 là họ xin giờ. Thì những người đó chửi, mà người ở lại nghe cũng chửi tiếp. Có nghĩa là trên 7.000 người chửi hết. Không ai từ ổng hết đó. Thì mình cũng vậy, giờ Thiền Tông ra đời mình cũng phải hiểu và tìm cách khéo léo để nói cái này. Nói sơ, nghe không nghe thôi, đừng có ép. Thứ nhất trong cái gia đình, anh mà tu Thiền Tông mà anh cãi với vợ anh thì chắc lẽ là đập lộn luôn đó, thì có nhiều khi ly dị luôn á. Thôi tôi với ông này đủ rồi, tôi ông đi theo ma rồi. Có nên là chửi luôn đó, anh đi theo ma rồi đó, thấy không? Bởi vì người ta âm cái đó, hồi xưa Đức Phật còn bị cái này. Mà trước khi người ta công bố cái này ra thì Đạt đã nói rất nhiều cái vấn đề này. Muốn độ người phải có duyên mới độ được, còn không đừng nói 1 tiếng mà ta nói 10 tiếng làm ơn cút đi. Bắt trước là nãy hồi sáng có nghe ông Hùng nói không? Ông Hùng ở Đồng Nai nói, ông độ rất kỹ vậy đó mà còn chịu không nổi. Mà ban đầu ông đâu có chịu đâu. Mà cũng nhờ bà Nga ở Hải Phòng thuyết phục ổng làm sao mà ổng vô được thì cũng giỏi đó, chứ hồi xưa đâu phải dễ đâu. Thấy không? Bà Nga bà cũng có, bà hiểu được cái thiền tông này. Vì thế bà sử dụng đúng cái thuật thiền tông mới độ được ông Hùng hồi sáng. Mà ông Hùng độ được người sáng, anh thấy một cái đạo tràng ổng mấy trăm người. Mà ổng âm thầm ổng đi ra luôn, không dám nói 1 tiếng. Mà người nào rất thích thì ổng mới nói thôi. Anh phải học cái gương của ông Hùng hồi sáng.
chứ đừng có đem cái thấy hay quá đưa vào nó. Xin lỗi anh mà anh vô mấy cái chùa nó đang tu mà anh chỉ nói một cái anh đi ra cái mặt anh bầm tím luôn. Cố gắng đừng, bằng trí tuệ ai thích thì giúp, không thích thì thôi. Rồi họ đi đâu chuyện của họ, mình biết vậy thôi. Bởi vì Đức Phật nó khó, khó lắm cho phải dễ đâu. Nếu mà dễ thì ông dạy hồi cái thời ổng rồi. Tại sao không thờ? Tại sao không dạy lỗi mà ông phải đợi 2000 mấy trăm năm sau mới cho công bố ra? Mà không phải mình ổng đâu, mà cả một cái hệ thống các vị Phật quá khứ đều phải áp dụng cái này hết. Muốn cứu một người đi ra ngoài khỏi thế giới vật lý không phải dễ đâu. Thế giới này là thế giới keo, anh đã dính rồi không có kéo được ra đâu. Muốn bởi vì tại làm sao bây giờ trái đất mình là 7.5 tỷ người, có mấy người hiểu cái này? Mà may mắn được người Việt Nam mà còn không hiểu được thì cái người ngoại quốc thôi khỏi, đừng có nói, nó khó lắm. Thì thôi khuyên anh cũng cố gắng về nghe lại cho kỹ cái cách mà ta trả lời trong đó, nghe cho kỹ, giúp người khác không được thôi. Thôi làm ơn về làm lành với bà nghe nó thôi, bà không dây tôi giờ tôi cũng bỏ rồi, tôi không tụng tu bắt chứ, để chi trong gia đình hòa thuận với nhau. Rồi hỏi tiếp đi. Hôm qua thầy giải thích con đã hiểu được và chúng con sẽ về sẽ tiến hành. Thế thì năm 2019 cũng sắp hết và năm 2020 đã chuẩn bị đến. Thế hôm nay là chúng con được đến chánh điện, được truyền thiền, rồi lại được hỏi đáp của thầy. Thì con có xin kính chúc thiền gia soạn giả và viện chủ Nguyễn Nhân trường thọ, kính chúc và các ban đại diện cho các bạn đồng tu, kính chúc ban quản trị chùa Thiền Tông mạnh khỏe và liên có những tận có những buổi truyền hình để chúng con theo dụng tiếp. Cái thứ hai cuối cùng nữa xin kính chúc các bạn đồng tu tinh tấn và mãnh liệt để mình về Phật giới. Xin hết ạ. Rồi. Kính thưa thầy, đã cận giờ rồi nhưng mà con không thể ngưng cái câu hỏi được. Bởi vì con thấy là câu hỏi sắp hỏi của con ở đây sẽ gặp được suy nghĩ của nhiều người. Khi mà chúng con tu pháp môn niệm Phật, được một thầy hướng dẫn theo cái pháp bất niệm trợ niệm bằng cách là thu tiếng niệm Phật của từng người ghi vào thẻ nhớ để cho người đó tự nghe, nghe đi nghe lại nhiều lần. Và sau đó người nào mà có nhân duyên thì tiếng niệm Phật đổ ra như thác đổ, tức là niệm Phật thành khối, thành phiến. Vì vậy mấy ngày gần đây chúng con được nghe thầy dạy về pháp trần, rồi lại được nghe chùa Thiền Tông Tân Triệu nâng cấp 3 lần, 8 lần lời dặn dò về Phật giới. Vì vậy con nôn nóng hỏi điều này. Cô Nguyễn Thị Nga là tác giả của diễn đàn Thiền Tông lần thứ 26, có xin thưa với thầy một điều như sau. Theo cái cách tu bất niệm tự niệm mà cô đã từng áp dụng trước đây, thì bây giờ thay thế vào là cô đưa cái nội dung nhắc nhở đường về Phật giới và cứ nghe đi nghe lại nhiều lần như thế, nó khắc sâu vào trí não. Và đến lúc mà ngưng không nghe nữa thì hiện nay cô ấy báo là em đã thấy cái lời ấy tuôn ra như thác. Vậy thì theo thầy cách đó nên chăng, đúng chăng? Dạ xin thầy cho ý kiến. Cái này nó rất đúng. Là vì cái tiếng niệm của mình là gì? Hồi xưa đó, ví dụ anh thích ca vọng cổ thì nó theo ca vọng cổ. Mà bây giờ anh không ca vọng cổ thì anh học triết lý thì nó sẽ theo triết lý. Mà anh không triết lý cái thế giới vật lý này thì anh học cái gì? Về Phật giới. Thì nó cái gì nó phải lưu trong cái tàng thức của mình. Thấy không? Cái tàng thức mình, những cái tiếng mà nó ra đó, nó gọi là pháp trần. Pháp trần về Phật giới, pháp trần về tịnh độ, pháp trần về làm thần, làm thánh gì đó, cũng là pháp trần hết. Nhưng mà đi đâu? Lục đạo luân hồi, pháp trần của lục đạo luân hồi. Không đi lục đạo luân hồi mà đi về Phật giới cũng bằng pháp trần. Vì thế mà người ta tu niệm Phật thì cũng là tu bằng pháp trần niệm Phật.
Vì thế mà anh niệm mà anh ngưng nó cũng chạy là sao? Thì nói vậy, thì bây giờ anh ngưng, anh đọc nó quen đường về Phật giới rồi mà anh ngưng thì nó vẫn chạy. Có gì đâu mà anh sợ khi mà anh mất, anh sợ lạc đường, hoàn toàn không lạc. Vì cái này khi mà sắp chết rồi đó ha, còn 3 ngày biết mình thì cái tiếng này cái nãy hoài thì đang ăn thôi mà đang hết ăn, cứ lẩm nhẩm cái pháp trần này, pháp trần về Phật giới thì có khác gì về nước Tịnh Độ đâu. Nó cũng vậy nhưng mà đổi tông thôi, đổi hướng, hồi đó đi lên bây giờ phải đi ra. Nó rất đúng, thấy không? Cô Nga tu về rất đúng, khuyên là tất cả những người tu nên tu đường về Phật giới bằng bài pháp trần, cứ thu đi rồi nó nghe hoài, ngủ cũng nghe và thức cũng nghe. Thứ nhất càng lớn tuổi làm sao mà pháp trần hiện đi rồi bắt đầu mình ngưng cũng được, ngưng rồi nói chẳng anh có ngưng chứ nó cũng chạy à ha. Để chi? Để nó bảo đảm là cái ngày sau cùng mình về Phật giới nó dẫn mình về được. Nó hiểu cái nguyên tắc đó rồi, hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn thầy. Bây giờ con còn một cái yêu cầu nữa, mà yêu cầu này con nghĩ cũng không phải của riêng con. Trước đây tu pháp môn Tịnh Độ thì con đã làm một cái lời di chúc để căn dặn con cháu, và con đã thu vào thẻ nhớ để phát trong cái lễ tang của con sau này. Đấy là cái cách để di huấn lại cho con cháu, cũng là cái cách dẫn dắt con cháu đến với đạo Phật. Bây giờ về pháp môn Thiền Tông, một cái pháp môn tối thượng thừa, một pháp môn mà không phải tất cả mọi người đều thừa nhận. Mặc dầu gia đình chúng con có 11 cuốn sách của thầy như là gia bảo trong nhà, nhưng mà con mong là thầy cho phép chúng con soạn ra một số những cái nội dung rồi thầy duyệt cho chúng con. Ví dụ trong cái lúc mà cái ngày lễ tang ấy là cái giờ phút linh thiêng, con cháu hiếu thảo nó sẽ tác động đến cả người đưa tang, người khách và đặc biệt là con cháu. Cho nên là con mới sơ sơ phát ra một cái ý đồ như thế này. Trước đây thì đã nghe thầy nói là đọc cái tiễn Phật ra về Phật giới thì cái này là chắc chắn sẽ có. Và con cũng sẽ soạn lại một cái nội dung di huấn, di chúc nhưng mà theo tinh thần đạo Phật Tiền Tông. Và cũng phát lại cái lời dặn dò đường về Phật giới 3 trường hợp mà như thầy nói về pháp trần. Thì còn ngoài ra còn những gì hữu ích hơn thì mong thầy biên soạn và chính thức giúp cho chúng con. Mà nếu mà ở chùa Thiền Tông Tân Diệu có những vị đọc rất hay, rất là hấp dẫn, như là cái lần đọc nâng cấp lên 3 lần, 8 lần, thì mong là ở chùa làm cho chúng con những thẻ nhớ đó để chúng con có niềm tin và không sợ sai phạm khi thực hành trong cái đám ma của chúng con sau này. Xin thầy lưu tâm dùm. Dạ. Bây giờ cái phần mà nói về cái thẻ nhớ á, thì tất cả những người mà lớn tuổi nên lập riêng cho mình, đổi tên cho mình luôn, để sẵn đó. Rồi thứ nhất á, thì để khi mình mất thì nói gia đình hãy đưa cái này ra, nó thế mấy cái ông thầy á. À, bây giờ ông thầy của mình là cái gì? Bây giờ muốn tu đạo Phật Thiền Tông, anh thu cái bài, anh phát ra cái bài gọi là sám hối á, với cái bài An Di Phật, cứ nghe đi trong dạ. Nếu cứ trong cái sám hối mà trong gia đình anh đầu tiên anh mở nhỏ thôi, đừng cho ai nghe. Người nào thích đi lại nghe thì bắt đầu anh mở lớn cho người ta nghe. Thích người nào mà cứ nghe 4-5 lần mà họ thích chắc chắn vô Thiền Tông, anh khỏi cần dụ người ta được, vô liền, bảo đảm vô 100%. Còn khi nào anh mất rồi thì nhớ là mở cái bài tiễn Phật gia, thay mấy ông thầy lại mấy triệu đừng có khỏi cần tiễn Phật gia, vì nó ấm cúng trong cái lúc cái tang lễ. Chứ sự thật đã đi Phật gia, về Phật gia là đi rồi, mà để cho người ở lại nghe, người ta cảm cái này, thứ nhất
là cái bài sám hối tôi vô rồi mà ta nghe được cái này thì tôi bảo đã 100% người nào mà thích ngồi nghe mà biếu đi không đi 100% dính đó, dính bẫy luôn á, khỏi có thoát ra nổi đó. Độ người ta bằng cách đó, đó tự nguyện người ta vô mà, thấy không? Giống như anh nãy là người này chống đó, đừng có nói gì hết á, anh cứ mở cái bài sám hối ra, xin lỗi ông mà ông nghe ông bỏ ông đi thì thôi rồi, tại cho ông này âm quá rồi, mà nghe mà cứ muốn đi muốn ở rồi làm sao cái anh mở anh nghe, anh đừng có nói gì, ông muốn về kể ông. Ông nói anh này có mấy cái bánh này đây nó cho hay ngon rồi để ăn với tôi, đừng có nói dù có dù kia, ông ngồi nghe ông nghe riết là ông nhiễm luôn á, thì anh dùng bằng phương tiện ha, thì chắc chắn người đó anh phải độ được, độ người đó công đức rất nhiều, khỏi cần tốn đồng nào á, tốn mấy cái bánh thôi là mở cái máy ra cho người ta nghe ha. Mấy cái thuật này còn tất cả những cái gì mà kêu bằng chuẩn bị lớn tuổi thì nhớ là cái bài tiễn gia phải trước đi, rồi mai mốt có gì mở ra, khỏi tốn mấy triệu với mấy ông thầy. Ông thầy ổng lại ông đọc mà ổng không vừa ý mình, mà gia đình mình đâu có biết đâu, thì năn nỉ thôi bây giờ ba đi rồi tụi con nhớ mà ba ở mấy ngày làm ơn mở cái này ra thôi. Tụi nó nghe riết vài bữa nó cũng theo bà nó luôn. Đừng có lo cái đó, nó anh làm vậy rất đúng rồi, hỏi tiếp đi. Nếu mà các vị nhất trí ạ, có nhất trí không ạ? Thì xin cho cùng với tôi mỗ một tràng tay thật dài để khích lệ và cảm ơn thầy. Giờ con hỏi còn ai hỏi nữa không? Không hỏi thì về. Dạ con xin kính chào bác ạ. Dạ thưa bác, xin bác giải thích cho con rõ thêm. Có lần bác nói là công đức của mình không quan trọng nhiều hay ít, mà quan trọng làm sao là đủ để mở mắt, để mà trở về Phật giới. Thì xin bác giải thích cho con rõ thêm tiêu chuẩn như thế nào để công đức gọi là đủ để mở mắt ạ. Con cảm ơn bác. Con làm sao mà con giúp người ta bằng phương tiện gì, con chỉ giúp. Bây giờ mình phải quan niệm như này, mình tưởng công đức nhiều mình về Phật giới là một kim thân Phật, đừng có quan niệm ở đó. Có nghĩa là công đức ít nhiều đâu mà tôi về được Phật giới, tôi là một Phật con thôi. Thì tôi đi vòng vòng trong một tiểu thiên thế giới, tôi độ, tôi có công đức lớn, trong Phật từ từ lớn. Ở bên Phật giới độ người bên đây dễ hơn, nó không dính. Còn ở đây độ người bên đây nó dính, khó. Trong thế gian này độ mình về Phật giới đi thành là Phật con thì thôi chịu khó đi trong một tiểu thiên thế giới đâu. Còn nếu mình lớn thì đi trong càn khôn vũ trụ, phải không? Về bến mình độ mình vẫn có công đức. Khi nào cái hành tinh nào mà công bố quyền ký ra thì có ai đó thì bên đó con được quyền ứng thân nhờ một vị thần ở bên đây giúp con, một vị Phật bên kia nhờ bên đây giúp thì được, mà về bến giúp an toàn không bị ô nhiễm vật lý. Còn vô bên đây giỏi cỡ nào cũng dính vật lý rồi, bởi vì nó mang thân tứ đại mà, phải ăn uống ngủ nghỉ làm sao thoát ra được cái quy luật này. Thành ra cái chuyện mà công đức ít nhiều không biết, mà làm sao mở con mắt về bển đi. Không, có nghĩa là đó định hình được một kim thân Phật rồi thì còn đi đâu cũng được. Còn hồi đó một cái tánh Phật không đi được, tánh Phật giống như một cái bốn nguyên tử, làm sao con đi? Đi mà con nói đâu ai nghe đâu. Phải kim thân Phật nói người ta mới nghe. Giống như con mà ở đây mà con nói bằng trong không có hình tướng, người ta không nghe. Mà con chỉ nói trong không gian thôi, nhưng mà con có một thân người đàng hoàng, con nói người ta nghe. Nó phải hiểu cái thế giới vật lý và cái thế giới phi vật lý. Bên kia nó phi vật lý, còn bên này cái tam giới gọi là thế giới vật lý. Là cần nhất ít thôi, về bển đi cho nó an toàn đi. An toàn về nhà xưa làm Phật con thôi cũng được, Phật gì cũng được. Nghĩa là Phật lớn là đi nhanh thôi, giống như ở ngoài bên thế gian này cái xe to là chở 50 người, xe nhỏ chở 7, 8, 10 người thôi. Giờ thôi nhỏ quá thì cũng chở được 4 người thì chạy về đủ rồi, về bển. Thì mình đã thành một kim thân Phật thì cái lực mình mới cứu người ta được bên đây. Thành ra nó nói là lớn nhỏ không thành vấn đề, chạy về đi, chạy về an toàn đó. Từ 10.000 năm mới có một lần, mà giờ con mà ví dụ giờ này mình không ấy được mà con đi luân hồi đâu. Bây giờ cái này nó là có 100 năm thôi,
Mà bây giờ nếu mà đời này con mất mà con không ấy con, thí dụ bây giờ đừng có nói chi, ví dụ mà con hưởng phước nhà giàu thì con coi chừng, vô nhà giàu cái còn lâu, là về trong kinh Đức Phật nói vô nhà giàu cái con lạc đà nó chui qua cái lỗ kim còn dễ hơn cái ông nhà giàu mà về Phật giới. Nói cho con biết, giờ con suy nghĩ đi, nó quay một cái trái đất này, nó quay một cái cứ 10.000 năm mới tới cái, mà con làm giàu, càng giàu con càng nghiệp, con giàu đó con phải mướn người ta, con phải sai người ta, con phải chửi người ta rồi sao, nhiều nhân quả càng lớn. Bởi vậy thành ra trong kinh có nói khi lên chót vót tận trời cao, khi chui xuống tận lòng đất đỏ. Bây giờ đời này làm giàu dễ chứ rồi đời đời sau anh làm ơn rớt xuống chứ không phải dễ đâu, chứ không phải tôi giàu hoài đâu. Không có ai giàu, bởi vì trong kinh nói là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Con giàu thì con phải mưu mô này kia nọ. Người ta, cái người mà thứ nhất có tiền là họ mướn người, họ ép nha, mấy người giàu họ ép. Ví dụ là một ngày người ta làm 100 cái bắt đầu kiếm chuyện, mướn 80 hoặc ấy. Con thấy không? Nhiều cái nhà giàu làm nhiều cái nó thất đức lắm chứ không phải không. Mà nhân quả thì nó đâu có tha cái chuyện này đâu. Nó thành ra khuyên là ở đây Thiền Tông ra đời thì nên tạo công đức về, dứt khoát về đi rồi về bển tính. Thì bển nó không có bị vật lý, vô ở đây vật lý. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn bác. Xin cho phép con hỏi câu thứ hai nữa. Như sáng vừa rồi con có nghe bác Hùng đọc cái bài diễn đàn của bác ấy, thì bác ấy có nói một câu là người đạo nhân vô tu vô chứng cũng chính là bản thân mình. Thì với những người mà đã đi vào con đường tu học của Thiền Tông thì bản thân người đó ai cũng đều có phát ra ham muốn là được trở về Phật giới, cố gắng tạo công đức và học thuộc công thức. Tức là bản thân mỗi chúng con đều là một Phật, đều là một đạo nhân vô tu vô chứng. Vậy thì bây giờ chúng con, khi anh em chúng con đối diện với nhau thì chúng con sẽ cúng dường cho nhau như thế nào để nó là một cái sự cúng dường trong sáng giữa những người tu tập Thiền Tông với nhau à? Anh em với nhau làm sao cúng dường? ý con muốn nói là cái sự phụng sự và cái phụng sự để dạ. Nó nói cho con nghe nè, đồng chung cộng sự, thấy không? Chứ đồng chung phải cúng dường 4-5 người. Ví dụ con mua 10 bộ sách thì cho mượn 10 người, 4-5 người thì mỗi người một dùng. Cái làm sao cho mượn để người ta hiểu cái này, con hiểu rồi thì thôi tôi lấy lại tôi cho người khác mượn. Còn nếu anh hiểu, anh muốn ủng ấy thì mua giống như tôi cũng cho nữa để cho nó nhân ra ha. Chứ còn chung với nhau không có cúng dường, chung nhau là đồng phát triển về Thiền Tông thì được. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, xin cho phép con hỏi tiếp nè. Trước đây con có nghe trong cái cuốn các câu hỏi về Thiền Tông có một câu chuyện về ni sư Thích Nữ Diệu Lờ. Ni sư này khi mất về báo mộng cho gia đình biết là cô ấy chưa có siêu thoát được, thì sư phụ của cô ấy có tìm đến một vị hòa thượng có đức hạnh. Vị hòa thượng này đã trước điện thờ của Đức Đạt Ma Sư Tổ đã khai thị cho vong linh của sư cô. Sau đó sư cô về báo cho gia đình biết là mình đã được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Xin bác cho con được hỏi về cái thắc mắc này. Là cái thứ nhất, sư cô khi còn sống chưa có tu tập về Thiền Tông, nghĩa là cô ấy khi còn sống cũng chưa tạo được công đức. Thì và cái thứ hai nữa là vào thời điểm đó là năm 1958 là chưa có công bố về huyền ký, nhưng mà vị hòa thượng có đức hạnh ấy đã có thể khai thị được những vấn đề cơ bản trong Thiền Tông. Thì xin bác giải thích cho con hai cái điểm này ạ. Rồi bây giờ nói con nghe này, hồi lúc Tổ Huệ Năng á công bố huyền ký chưa mà không biết, có nghĩa là rơi vào bể tánh là rơi thế này, rơi vào trong cái tánh thấy cá nhân của mình, thấy bằng cái tánh Phật thanh tịnh của mình. Cái này thì nó nằm ở trong cái các vị tổ. Vị tổ nghe một cái này người ta hiểu thì nhận được cái này. Vì thế mà ông Maha Kha Diếp đầu tiên thấy cái này thì ông mới làm tổ.
Nhưng mà khai một vị này khai thị cho cái cô Liên á, thì ở trong cái trạng thái cổ là trung ấm thân, mà cái vị này nó có cái năng lực mạnh lắm chứ mà vậy. Thầy ra trung cô Liên này mới nhận được, thì tức khắc là được đầu thai vào làm người để mà tiếp tục. Vì thế mà ngàn lúc đó là bao nhiêu? Hôm khi nào tới này là khi mà công bố quyền kỷ cổ là bao nhiêu? 29 tuổi. Và đã đổ trước luôn, trước lúc mà Thiền Tông chưa công bố luôn. Mà hôm nay không nói được, bởi vì nó không hình không dáng. Vì thế mà tới khi ngày mà chưa công bố quyền kỷ mà cổ vẫn đến cái chùa, khi mà cổ đọc cái quyển sách thứ 5, cổ khóc. Cổ đến cái chùa này, ông Chánh Huệ Phong giúp ông về Phật giới luôn. Rồi chỉ cách cho cô làm. Bởi vì chưa công bố quyền kỷ thì ông Phong có nhiệm vụ này, để đưa cái người này đi tạo công đức vậy. Có bằng cách gì? Là nói rằng quyền kỷ chuẩn bị công bố ra. Đến đây thì bây giờ tôi nói thì không phải ai, tôi không nói. Báo cho biết rằng thời gian tới công bố quyền kỷ, là công bố pháp môn thứ 6 để mà tất cả người nhận được Phật tánh. Nó thì cái đó cái trường hợp nó hy hữu. Vì chi? Để một thời gian nó có một cái người để mà nói chứng minh bằng sự thật, để chi? Để nhiều người ta biết. Cũng như vừa rồi có cái ông mà ở Long Xuyên, trước khi ông đi về Phật giới, ha, con ông báo cho biết ba đã đi được đó. Rồi một cái cụ ở ngoài Bắc 90 mấy tuổi, có người đi đàng hoàng nói là chứ không phải cái chùa này nói, chỗ khác nói thì mới đúng, còn cái chùa này nói là tuyên truyền không đúng. Vì thế mà Thích Nữ Diệu Lờ đã đến đây lúc 29 tuổi. Sau đó thỉnh thoảng bà có đến, nhưng mà tôi bảo đảm không có thể nói bất cứ ai chỗ này. Hôm nay con mới nói, tôi nói cho nghe thôi. Nhưng mà tôi toàn toàn là không nói, câu là không được quyền nói cái chuyện này. Nói cho con biết vậy thôi, này nó có, nhưng mà điều nó khó, không nói ra, nói ra cái dòng tiền mất liền. Mà chỉ nói ẩn dụ ngày xưa thôi, nói cho biết vậy thôi. Lúc đó là viết cái quyển đó là gì? 206. Nay là 10 mấy năm rồi. Mà tới cái quyển số 5, bà có mặt ở trên trở lại làm loài người rồi. Lúc đó 20 mấy tuổi, 29 tuổi, thấy không? Thì cái đó thì bởi vì mới đem cái chuyện mà của ông Lục Tổ Huệ Năng nói. Lục Tổ có biết ngày nào mà lúc đó có ai công bố này đâu. Nhưng mà tại sao mà cái ông thầy này ông hiểu cái này, đi trong cái Thiền Tông này rất nhiều người ủng hộ mà người ta không xuất hiện ủng hộ đó. Từ nói thiệt con từ cái lúc mà in sách vở, bán sách và đồng thời xin phép chính quyền đều có người ủng hộ hết, không có, hoàn toàn không làm được. Nếu mà không có những cái người này thì nên nói là công bố quyền kỷ không công bố được, chú không có khả năng luôn. Chạy cửa này cứ nhiều người ấy, rồi từ đây sắp tới nó sẽ có nhiều cái đó, những cái hiện tượng nó xảy ra. Nhưng mà chỉ nói vậy thôi cho hiểu thôi. Nhưng mà biết rằng Thiền Tông ra đời thì nó phá vật lý, không ai chấp nhận cái này. Không ai trên trái đất này chấp nhận cái Thiền Tông luôn, nói thiệt. Bởi vì chỉ có cái người không tu mới chấp nhận. Như tụi con không có tu, tụi con là Phật tử ăn theo thôi, không tu mới chấp nhận. Tất cả người tu hoàn toàn không ai chấp nhận cái này hết. Thấy không? Mà muốn chấp nhận là hy hữu lắm. 17.000 ngôi chùa, mỗi chùa cho 5 ông đi, nhân bao nhiêu? Mấy chục ngàn người, có ai chấp nhận này? Mấy chục ngàn người chửi luôn, không chửi luôn á. Mà bịa lợi đấu chấp, không ai đấu chấp, mà cứ ở ngoài chửi không. Nó khó có chỗ đó. Gì thế mà Đức Phật bảo là phải kỹ lưỡng cái này. Vì thế mà trường hợp của cô Thích Nữ Diệu Lờ nó cũng nằm ở trong cái đầu tiên quyển sách ra, tôi mới nói sơ qua cái này cho biết, để chi? Để người ta biết tới rằng Thiền Tông nó chuẩn bị ra đời. Cái lúc đó thì đâu có nói gì, chỉ là tu theo pháp môn nào dễ thành Phật thôi, chứ đâu có nói, thấy không? Từ từ tới cái quyển quyền ký còn chưa dám nói đến chữ giác ngộ và giải thoát.
chữ giác ngộ giải thoát thì chỉ nói trên miệng thôi, trả lời trên này để lưu lại thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ thưa bác, xin phép cho con hỏi tiếp à. Ở nhà con phải dụ mấy đứa cháu của con, nó là cháu chứ nó cũng bằng bằng tuổi con. Con nói đứa nào đọc cuốn sách này à, trả lời được những câu hỏi mà Út đưa ra, ví dụ mỗi một câu hỏi gì các cháu hiểu và các cháu trả lời đúng, Út tặng cho các cháu một một ít tiền làm quà giống như phần thưởng vậy. Thì hiện giờ thì có nhiều đứa nó cũng chăm chỉ đọc lắm bác, nhưng mà để được tiền của con thôi. Thì con không biết là với cái hành động của con như vậy nó có mang cái tính chấp ngã hay không, và nó có xúi người ta chỉ vì mê tiền mà họ đọc họ hiểu như vậy hay không. Thì con không biết là hành vi của con như vậy nó có đủ trong sáng cho cái việc con tạo công đức không ạ? Cái đó là con dùng phương tiện độ người ta rất đúng. Nhưng mà khi cái người mà hiểu rồi, con đừng có nói mà nhờ tao, đúng cái câu đó con đừng nói mà nhờ tao mày mới được, bỏ câu đó đi. Biết rồi làm tin, thì con sẽ nói nè, bạn con đứa nào cũng vậy là đây. Thì hiểu đi cô cho tiền, cái này vậy thôi đừng. Để làm cái gì con không nói nha, để làm cái gì con hoàn toàn làm thin. Rồi 5-7 đứa xong rồi từ đồng nó nghe, nó màng màng nó tới đây, nó sẽ được cấp giấy. Thí dụ á, con đi này cô đi này, con tụi con đi theo, nó là nó nghe thì nó sẽ nó hiểu được tại sao phải cấp yếu chỉ này kia nọ, nó biết, hoặc là nghe cái truyền thiền nó biết. Rồi dần dần tự nó phát triển lên thì được, con không bị cái gì hết. Mà đừng có kể công như nó, kể công đó là mất hết đó. Nó bồi mất luôn công đức con vẫn có nhưng mà bị bồi đen, thấy không? Rồi sau đó để chi khi để về Phật giới có phương tiện về bến làm Phật nhỏ thôi. Cái con phương tiện nó rất đúng, không tốn tiền nhiều mà lợi rất đúng. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi lại ý của cái bác hồi nãy hỏi về vấn đề mà lưu cái pháp trần á. Thì con xin phép con xin hỏi là thí dụ như trong cái bài lời dặn dò của chùa mình phát hành, con hiểu rất là kỹ và con soạn lại theo cái hiểu của con để làm sao nó vừa khúc chiết vừa xúc tích mà vừa dễ nhớ theo cái cách con hiểu. Thì con đọc cái bài con tự soạn lại cho con như vậy thì nó có ổn không ạ? Nó có được không? Và nó có bị mang cái tính chấp ngã của con ở trong đó hay không ạ? Không. Đây là con làm đây là đúng. Có nghĩa là chấp ngã là khi nào, cái này gọi là con tìm phương tiện độ người, nó không chấp ngã. Mà khi mà con tìm phương tiện độ người mà con cho mình là có công với người đó là gọi là chấp ngã. Con làm vậy rất tốt, không sao. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con xin phép hỏi câu cuối cùng ạ. Thưa bác, cứ 10.000 năm một lần trái đất sẽ có một vị Phật xuất hiện để giáo hóa chúng sinh. Và bản thân vị Phật đó cũng đã phải luân hồi rất nhiều năm trong cái tam giới này. Vậy tiêu chuẩn như thế nào để một Phật tánh khi vào một tam giới luân hồi trong này để rồi sau đó sẽ trở thành một vị Phật? Thì tiêu chuẩn nào Phật tánh đó được sắp đặt như vậy? Đây là một sự sắp đặt của chư Phật hay đó là do sự nỗ lực của Phật tánh đó ? Bây giờ á, ví dụ cái Nam Diêm Phù Đề mình hiện giờ Thích Ca đang quản lý nè. Khi mà cái trái đất này nó hết 10.000 năm thì trong kinh đã nói rồi, ông A Dật Đa, Thái tử A Dật Đa thành Phật hiệu là Di Lặc. Thì cái đúng chu kỳ vậy á, thì tất cả những cái trái đất này thì nói sự thật, một trái đất 10.000 năm duy nhất chỉ có một vị Phật ra đời thôi. Khi mà ông này hết rồi, ông A Dật Đa, rồi khi ông Dật Đa ông sẽ tiết lộ cái ông thứ khác, tiết lộ cái ông sau ông nữa là 10.000 năm sau. Thì cái này trong kinh chỉ nói biết rằng Đức Phật nói là mình bước đi bước thứ nhất thì chỉ biết thứ nhất thôi, bước đi thứ hai tự nhiên nó sáng ra, thấy không? Còn cái tiêu chuẩn thì có gì lạ, là trong cái thế giới này nè, mấy chư Phật bên ngoài người ta biết, bây giờ trong cái mấy chục tỷ người này nó sẽ có cái người nào như thế nào. Mà nên nhớ rằng ở đất rồng thôi, không có ở nước khác nha. Thiền Tông công bố chỉ ra nước rồng, dạy ở tại đó, tại Nam núi Hy Mà Lạp Sơn, và công bố tại Đông Nam Á, nước rồng Đông Nam Á, có vậy thôi. Thì những cái tiêu chuẩn này thì chư Phật ở bên kia ta nhìn thấy
trong cái luân hồi này nè, chỉ có cái ông này nè trội nhất, ổng đã có kêu bằng công đức hay là có cái chuyện gì để mà chuẩn bị tiếp tục thì người ta sẽ chọn, người ta chọn rồi bắt đầu mới cho cái ông này, ổng mới nhớ lại cái ngày xưa, rồi ông kia mới xuất hiện, hai cái này nó mới họp lại, rồi bắt đầu ông Phật trước, ông mới dạy ông Phật này đi theo chu kỳ. Mà giống như ông Thích Ca mà chú đã nói trong quyển số 9, Thích Ca ở đây là 8 tỷ năm, trên 8 tỷ năm, rồi ông kia cũng vậy, rồi có nhiều ông hơn. Nhưng mà tùy theo cái lựa của bên Phật giới á, cái nước rồng này và cái nước mà ở Nam Diêm Phù Đề, ông Phật là ai, ở đâu, rồi công bố đây, rồi nó phải tìm hết cái rồng. Bây giờ thí dụ bây giờ ông hồi xưa mà ông Thích Ca đó, ông đâu phải ở nước Ca Tỳ La Vệ đâu, có nhiều nước trên thế giới, ông đi cợt vòng hết chứ không phải đâu, 8 tỷ năm mà, chứ đâu phải ít đâu. Rồi sau cùng ông về nước Ca Tỳ La Vệ, ông mới chư Phật mới hiện ra, ông hiện giờ ông là cái thời gian này, ông là giải đạo giải thoát ở cõi Nam Diêm Phù Đề này. Đó, thì cái tiêu chuẩn đó là do cái công đức ngày xưa đã có, chứ không phải là ông mới về đây ông tạo hai ba cái công đức nhỏ nhỏ độ Kiều Trần Như với năm người bạn đâu, cũng phải đã có trước rồi. Điển hình là ông Xá Lợi Phất ở bốn trái đất tạo công đức bốn trái đất thứ tư mới về, con suy nghĩ không phải đâu. Rồi tất cả những người mà hiểu được cái này, người ta mới tập trung lại, người ta về, nó mới trở thành một cái lịch sử Phật giáo. Tất cả gì nó cũng đều có lịch sử của nó hết. Còn cái tiêu chuẩn thì nó đúng ra người đó còn trội nhất trong cái Nam Diêm Phù Đề này, chư Phật mới hiện tới để mà giúp ông này thành Phật, không phải dễ đâu. Rồi con hỏi tiếp. Con tính ngưng nhưng mà bác nói với con phát ra thêm câu hỏi nữa. Rồi. Bác cho con hỏi, ngài Xá Lợi Phất ở lại đây hơn ở cái bốn trái đất này, trong khi công đức của ngài rất là nhiều. Vậy có phải chăng một người công đức giàu rất nhiều, ham muốn giàu rất mãnh liệt, nhưng nếu vị đó không thuộc lòng về cái công thức, cái lời dặn dò, nghĩa là không có làm cho pháp trần mình lui xuất, thì họ cũng không thể về được, có phải là ngài Xá Lợi Phất rơi vào trường hợp này không ạ? Ông Xá Lợi Phất ông tạo công đức, ông đâu có biết tạo đâu. Ông là nhà giàu, ông bố thí, mà mai là nó bố thí rồi có công đức, ông đâu có biết. Mà chỉ sau này ông Thích Ca phát hiện ra mới biết thôi. Còn cái vấn đề mà khi mà đã được truyền thiền rồi thì người ta mới nói tới cái vấn đề cái pháp trần. Truyền thiền mà chuẩn đàng hoàng rồi bắt đầu pháp trần mới nói nha. Chứ hồng mới truyền một người hai người không dám nói này đâu, chưa. Giống như con làm cái gì mà nó đã thuần nhiều rồi con bắt đầu mới dạy cái bí mật ra. Thì ông Phật cũng vậy. Ông Phật Thích Ca nói nếu là nếu ổng không có cầu đất thì ông Nhiên Đăng không có hiện nói chuyện ổng đâu. Nhưng mà sở dĩ ông Nhiên Đăng bảo ổng là phải làm phước đức để chi lên cõi trời đâu xuất và ở Nam Diêm Phù Đề này để hưởng hai cái phước này nè. Phước làm con của chúa Thường Hộ Quân và vua của vua Tịnh Phạn, hai thứ này để chi. Còn cái chuyện mà ông độ Kiều Trần Như với mấy người bạn, đây là cái chuyện nhỏ thôi, chứ sự thật ông đã nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ không ai nói, không lẽ mình nói vậy. Cái tiêu chuẩn tất cả những người quá khứ đã có công đức vô lượng rồi thì bắt đầu nó mới Phật giới mới phát hiện một vị Phật, hãy tới thời buổi này phải đưa ông Thích Ca thành Phật để giáo hóa cái đạo Phật. Nó phải hiểu như vậy. Chứ ai vậy? Ông Xá Lợi Phất là người bình thường, ông người nhà giàu, ai đụng về ông cho, mà ông cho thì chấp ngã, ta giàu ai xin về ta cho, có vậy thôi. Nhưng mà chấp ngã có công đức thì bị bôi thế gian thôi. Nhưng mà sau cùng ông Thích Ca mới độ ông Xá Lợi Phất trở về Phật giới để cho biết rằng muốn mà phổ biến cái đạo Phật Thiền Tông này ra thì phải chứng minh là ông Xá Lợi Phất đã từng thấy, mới nhìn thấy về Phật giới được. Giống như mình ở đây có cái ống dòm á, mình nhìn đi các hành tinh được. Còn mà cái năng lực của cái điện từ quang của ông Thích Ca đó, nhìn thủng qua tam giới luôn để về nhìn thấy Phật giới, sinh hoạt chư Phật ở bên đó. Mình thấy được thôi, chứ không phải là không phải về bển, thấy thôi. Thì bây giờ ổng muốn về thì đây là Như Lai dạy cho cách về.
Đó thì nhờ ông Thích Ca, nhờ ông Thích Ca dạy ông Xá Lợi Phất mới biết đường về. Chứ lúc đó công chưa có công bố luôn mà, trong đó mới tìm được có một người thôi. Rồi ai độ ai được đâu. Rồi, thắc mắc hỏi nữa đi. Dạ, con hứa câu này là câu cuối cùng của con trong hôm nay. Dạ thưa bác, bác có nói là những người mà đọa làm súc sanh á, muốn đọa làm súc sanh cũng phải có công thức, nghĩa là phải sát sinh cái loài đó. Vậy tại sao trên thế giới hiện giờ có những loài đã bị diệt chủng rồi, nghĩa là đã bị những con người trên thế gian này tàn hại cho đến tuyệt chủng luôn. Vậy tại sao những người mà đã sát hại họ, sát hại những loài chúng sanh đó không đầu thai để làm cái loài đó, để cho loài đó nó không đi vào tuyệt chủng mà. Con thắc mắc cái tí này. Yeah. Con nên nhớ một điều á, con đầu thai là con trả quả, trả hết thù chứ. Giống như con ở thế gian này người ta làm gì, ta ở tù, ra đó ta ở tù xong rồi trở lại làm người, ta thả ra chứ không lẽ rồi đầu thai sẽ được. Có nghĩa là sát sanh, nếu mà sát sanh nhiều, có nghĩa là người ta lăn lộn ở trong đó đó. Bây giờ mày làm con gì đó, cứ chết làm hoài mấy ngàn lần cái con đó, đó thì mới hết cái nghiệp, thì người ta mới trả về. Giống như mình ở đây, cái người nào ta ở tù, mày ở tù tao bắt đài mày 3 năm xuống biển, 3 năm lên rừng, 4 năm làm gì đó, thì hết xong thì phải trả lại làm người. Còn mình cũng vậy, xuống dưới nó đầu thai, nó giết 1.000 con chó đi, đúng 1.000 con chó, hết rồi thôi trở về làm người, tạo nghiệp khác. Hiểu là hiểu vậy. Thấy không? Chứ không phải là đã, làm sao nó biết mà xuống con chó rồi nó đã vô tử cung mẹ, làm sao nó biết nó đời trước là con người. Nên cái con chó sinh ra thì, nhưng mà cái nhân quả nó phải làm con chó bao nhiêu đời, hết cái đời nó thôi. Giống như mình ở đây, ai ở tù xong rồi thả chứ không lẽ nhốt hoài, theo cái luật của nó vậy. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ con xin cảm ơn bác. Nam mô giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào thầy, kính chào ban quản trị chùa Tâm Đơn Diệu và mọi người ở đây. Trước khi con hỏi thì thầy cho con nói về cái pháp môn thiền tâm này một chút được không ạ? Con nói. Thời gian con không có nhiều, anh ngắn gọn. Dạ tại em biết rồi, tại vì em cũng đi mấy chục tỷ năm rồi nay mới gặp lại cái pháp môn này cho nên xin thầy cũng mà cho em nói. Dạ. Dạ thưa thầy, theo con nghĩ á, cái pháp môn này á, là trên cả khoa học, hay gọi là siêu của siêu khoa học. Vì nó giải thích được tất cả sự sống ở trong tam giới này hay trong càn khôn vũ trụ một cách tận tường. Vì chỉ có một vị toàn năng toàn giác mới có thể thấy được điều này. Con thấy rằng không một vị thần, vị thánh hay một con người nào dù có thông minh tuyệt đỉnh đi cũng không thể nào mà viết ra được những lời tuyệt diệu như thế. Từ sự thấy trong càn khôn vũ trụ, con đường đi tìm kim thân của tánh Phật một cách siêu khoa học và tận tường đến vậy, một bố cục thật là logic, không một chút sai sót. Khi mà cách đây mấy ngàn năm mà sự thấy của một vị toàn năng toàn giác mới thấy được, giải thích tường tận con người và vạn vật cũng như loài hữu hình hay là vô hình. Những cái thấy và biết đó nói ở thời kỳ đồ đồng là hoàn toàn không ai hiểu được. Con nói ra chắc chắn là bị chửi liền. Còn ví dụ như nói là ở một mét vuông này có hàng tỷ chúng sanh đang sanh sống thì làm sao ai tin đây? Nhưng khoa học đã lên cao rồi thì mới thấy được. Nhưng ngay cả khoa học lên cao nói vậy người ta còn chửi. Ví dụ như ở nơi đây có hàng trăm nghìn người, ta biết bao nhiêu người nói là đó đúng sự thật 100%. Con xin nói rằng không cần một mét vuông đâu, mà chỉ cần một khoảng nhỏ trên cái cánh tay của mình thôi, có hàng tỷ tỷ con vi sinh vật sống trên đó. Nếu dùng kính hiển vi điện tử soi vào đó thì ta sẽ thấy. Đây là lời khẳng định.
mà Đức Phật đã nhìn thấy mấy ngàn năm trước. Cho nên con nói pháp môn này, người thật sự chỉ đạt yếu chỉ thiền tâm thôi, là ở trái đất này không có ai có sự hiểu biết bằng người đó. Người tu thì mù tịt, không thể nào mà biết bằng người đạt yếu chỉ. Còn khoa học hay nhà bác học cũng thế, nói thì phải chứng minh. Cho nên con nói là ví như khoa học nói nguyên tử, Thái Dương hệ là gồm mặt trời và những hành tinh, ngôi sao hay trái đất, mà chỉ biết được có một trái đất có sự sống. Thứ hai là một hành tinh không có sự sống, hoặc những ngôi sao, hay nói cái gần nhất là nguyên tử đi. Họ nghiên cứu nói rằng nguyên tử là gồm những hạt như hạt quơ là hạt sơ cấp cấu tạo nên hạt nhân nguyên tử, là proton và neutron. Hạt này mang điện tích dương, còn xung quanh hạt nhân là hạt electron mang điện tích âm. Chúng xoay quanh hạt nhân, con xin nói sơ lược là vậy. Còn ở đây Đức Phật dạy rằng tất cả sự sống trên thế giới này là do điện từ âm dương. Thì âm thì hút mà dương thì đẩy. Đó là quy luật tất yếu của vật lý, nó là như vậy. Vậy mà các nhà khoa học chứng minh rằng điện dương thì âm dương cùng dấu thì hút nhau, cùng dấu thì đẩy nhau, khác dấu thì hút nhau, chứ đâu biết rằng điện từ âm hút dương đẩy đâu. Đức Phật nhìn tổng thể khoa học thì chứng minh. Nếu mà Đức Phật chứng minh nữa thì thời gian đâu mà chứng minh. Alo, anh vô thẳng câu hỏi đi. Tại vì cái phần đó thì anh trình cho bên trực ban đi nha. Tại vì thời gian cũng đã lố tới 45 phút rồi, anh cũng thông cảm. Dạ là biết rồi, tại em đi cũng mấy chục tỷ năm rồi em mới tới đây rồi. Dạ em biết rồi, nhưng mà tại vì thời gian giải đáp cũng đã hết rồi. Dạ. Dạ. Anh có vô câu hỏi anh đặt đi. Dạ thầy có cho phép con nói thôi. Dạ thầy có cho phép con nói thôi. Anh cứ đặt câu hỏi đi thì thầy sẽ giải đáp cho anh à. Chứ cái phần trình bày thì anh cứ gửi cho trực ban. Rồi con đặt câu hỏi. Cái phần này nè, anh về đánh máy với đưa trực ban mai mốt á, vô đầu câu hỏi đây, tôi hỏi trước, cho trình bày trước nha. Giờ tôi đặt câu hỏi cho nó ngắn gọn, ý muốn hỏi cái gì. Dạ. Còn cái này anh cứ về đánh máy gửi cho trực ban. Dạ thưa thầy, cho con hỏi á. Rồi. Cái bản đồ tâm giới như vậy á, mình có thể nào mình vẽ khác hơn nữa được không ạ? Tại vì á, là một cái không gian bình thường á, là như một cái tâm giới nó phải có ít nhất cái không gian là phải 4 chiều. Mà nếu mà vẽ như vậy cái những nhà khoa học người ta có chấp nhận được không ạ? Tại vì cái này có thể nói là mặt cắt ngang, nhưng mà mặt cắt ngang như thế là có đúng hay không ạ? Bây giờ nói nghe nè, cái tâm giới này mày phải tính như nè. Cái hành tinh lửa giống như trái banh đi. Rồi cái lớp thứ hai thì giống như trái banh nó bao lại. Rồi trái đất này, rồi kêu đất chịu nhiệt, rồi đất nhân quả nó bao lại. Rồi đó gọi là trung tâm vận hành luân hồi. Còn nếu mà cái bào hoàng đạo một của mình đó, thì nó sáu hành tinh và hàng hà sa số, hành tinh kim mộc thủy hỏa thổ, đó là cái bầu hoàng đạo một. Bầu hoàng đạo hai nó cũng giống trái banh, nó chồng lên vậy đó. Đó phải hiểu như vậy, nhưng mà đâu có ai có khả năng là thực hiện một cái tam giới đúng như là ông Phật nói. Vì thế mà phải nói cái mặt cắt ngang để dễ hiểu thôi. Nhưng mà ai có hỏi anh nói là giống như 6-7 trái banh chụp lại vậy đó. Bầu hoàng đạo một rồi một trái banh chụp, rồi bầu hoàng hai nó lớn ra vậy đấy. Còn nếu mà hỏi kích thước thì chừng nào ấy tôi chỉ cho cách tính. Tính rất khoa học chứ không phải lại. Rồi thành ra cái bầu hoàng đạo hoàn toàn không thay đổi được. Cái đó là tự nhiên trong vũ trụ này. Có nghĩa là một tiểu thiên thế giới tới 1.000 cái tam giới lượng. Rồi trung thiên 1 triệu, rồi đại thiên 1 tỷ, rồi tam thiên đại thiên tới tỷ 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 3 lần tỷ. Mà cái trong càn khôn vũ trụ này nó có hàng hà sa số như vậy, không lấy được. Còn cái tổ chức của nguyên tắc giống như cái ở thế giới này, cái bánh xe nó phải tròn nó mới chạy được, cái bánh xe vuông nó chạy được đó. Mình phải hiểu thế giới này nó vậy.
mà muốn nhân quả thì nó phải đi theo cái chu kỳ vòng tròn. Nhưng mà cái vòng tròn nó đảo tám phương bốn hướng, thì cái nguyên tắc của nó là thì mới hiểu là cái thế giới vật lý này, và mới hiểu thế giới tam giới này. Đó là cái ý trước. Còn ý sau anh muốn hỏi gì nữa nói được, cho nó ngắn gọn ha. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là cái ham muốn mãnh liệt có phải là mình... Bây giờ nè, ham muốn mãnh liệt là cam có ham muốn quyết định cho bằng được, gọi là ham muốn mãnh liệt không thay đổi đó. Ham muốn không thay đổi gọi là ham muốn mãnh liệt. Rồi hỏi tiếp. Dạ có nghĩa là ham muốn mãnh liệt là ham muốn không muốn không sống, thay đổi, cương quyết không thay đổi. Nói dạ, dễ cho dễ hiểu. Dạ cho con nói như thế ạ. Rồi. Là có nghĩa là ham muốn mãnh liệt có nghĩa là không muốn sống bất cứ nơi đâu trong tam giới này. Đúng rồi. Chỉ muốn đi trở về Phật giới không, một, phải không ạ? Một bước đi về Phật giới chứ không có đi dầu, không có đi vòng vòng đâu ạ. Dạ. Vậy cho con hỏi thưa thầy, giáo lý muốn ra đời có thể là phải làm được một trong hai việc này không ạ? Là tất cả những... Bây giờ giáo lý không ra đời được. Ngày năm tôi sẽ nói tiêu chuẩn của thế giới là ngày năm ra, tức như hai tuần nữa đó, giáo lý tôi sẽ nói về cái giáo lý, về ai ai xuất bản cái giáo lý này, rồi ai phát giáo lý này, tôi nói ngày năm thế anh cố gắng tới để nghe, thấy không? Giáo lý đề cập tới cái ngày đó là có, sẽ có nói gì, một đoạn nói về giáo lý đạo Phật Thiền Tông. Rồi hỏi tiếp. Dạ cái này là con không hỏi, mà cái này con muốn nói để cho thầy là chứng nhận cái này có thể nào như vậy được hay không à? Ừ. Dạ có đấy. Nghĩa là nếu như mà một giáo lý muốn ra đời á, thì một là tất cả ngôn ngữ trên thế giới này nó là một ngôn ngữ duy nhất, mà ngôn ngữ của nền văn minh không gian cuối cùng. À. Hai là cái người đứng đầu một nước theo cái pháp môn này và đạt được bí mật thiền tâm thì giáo lý có thể ra đời không ạ? À? Không. Không phải đâu. Tới ngày đó đó anh, khi mà tôi nói là anh phải phân tích là tôi, khi tôi công bố cái phần này đó rồi anh phải hỏi rồi tôi mới trả lời được. Chứ bây giờ chưa công bố này không trả lời được. Ngày năm muốn nghe thì tới đây nghe, tôi sẽ nói về cái giáo lý. Không? Mà ai xuất bản cái này, ai có đủ sức để mà in cái bản này ra, ai có đủ sức phát cái bản này ra, tôi tới ngày này để nói, tất nhiên đúng hai tuần nữa. Dạ, vậy theo con nghĩ là chùa Thiền Tông vào UNESCO là di sản, là muốn sau này thầy có mà ra đi, trở về, thì rồi không ai đến mà gây sự hay đập phá, có phải không ạ? À? Bây giờ thì cái gì cũng vậy, thành trụ hoại diệt. Cái gì nó có, nó sẽ bị phá. Ngày xưa Đức Phật lập ra cái đạo, khi ổng mất rồi, ổng phá liền. Thiền Tông, nhưng mà nó có vậy, Thiền Tông bây giờ nó bị nó văn minh rồi. Ai nối được cái dòng này mà ai có đủ tâm tài lực thì cái dòng thiền nó sẽ tiến tới. Còn bằng không, nó tụt, nó rụi. Có nghĩa cái cây đã trồng rồi đó, anh còn tưới nước nữa thì nó sống. Hết tưới nước, chết. Có vậy thôi. Chùa này sắp trở thành nơi du lịch và tham quan cho nên không còn là thanh tịnh, nó phải theo quy luật vật lý, đúng không ạ? Bây giờ cái tận chùa này là tôi nói là nó về sau nó còn là cái di tích để người ta đấy thôi chứ không phải. Vì thế mà tôi có canh nè, trong chùa 210 thước vuông anh có lấy tôi giao, nhưng mà không có đường vô, xung quanh là của tôi. Những di sản tôi để bên ngoài á, chứ không phải tôi để trong cái chùa. Nên nhớ một điều, di sản tôi để bên ngoài, tôi tính hết rồi. À, còn ở dân chùa 210 tôi, anh muốn lấy thì tôi cho bàn giao, nhưng với điều kiện tôi không có đường vô. À, anh... vì được vào UNESCO, nhiều người sẽ theo pháp môn này, cho nên không hiểu mà chạy theo cái danh là người phá pháp môn này, phải không ạ? Đúng rồi, vô mà không biết, giống như anh mà thích chạy xe chứ gì, anh không có bằng lái thì sao? Vô nó đụng liền, chạy chừng này, trầm thước nó đụng liền. Vô cái này anh phải hiểu, còn không hiểu thì anh phá đó. Vô cái này anh vì danh và lợi là anh bị phá đó. Mà phá cái này mà tự anh chết đó. Giống như tự anh ngồi trên xe anh chạy rồi cái xe đụng, nhưng mà anh lại chết. Cái xe nó không có chết mà anh thì chết. Nó hiểu vậy đó. Vậy những người biết luật mà còn phạm luật, vậy là quy luật nhân quả gấp nhiều lần đúng không? Đúng rồi, nó dơ thì rồi bây giờ thành ra
Thành ra trong trong luật pháp nó có nói vậy, người biết luật phạm luật hình phạt gấp 10. Luật nó là cái gì? Biết luật phạm luật hình phạt gấp 10. Rồi. Vậy giáo lý ra đời là một sự cải cách vô cùng to lớn. Theo con nghĩ, đầu tiên là một sự rối loạn khủng khiếp, vì các chùa sẽ bị thay đổi nghiêm trọng. Bây giờ tôi nói nghe nè, hồi nãy ông Hùng không có nói, ổng quay 180 độ, nghĩa là đằng trước đi, ổng quay ngược đằng sau, phải không? Thành ra cái sự, cái giáo lý của đạo Phật ra đời gọi là nói bằng sự thật và bằng khoa học của những loài sống và trái đất này. Nó là vậy, thì nó đảo lộn tất cả. Vì từ trước tới nay người ta tu gọi là ta tu không biết, mà trong ấy gọi là tu mù. Chính Đức Phật đã nói rồi, năm pháp môn ta dạy ông là dạy mù á. À, các thầy hoàn tục hết, vì có ai đến nghe pháp đâu mà cúng tiền cho người. Sao? Hoàn tục hả? Có nghĩa là giáo lý ra đời là các thầy hoàn tục hết. Bây giờ tôi nói này nè, không phải hoàn tục. Bây giờ anh ở tu cũng vậy đó, anh tự làm ăn. Vì tổ bá trưởng đã nói câu nè, một ngày không làm một ngày không ăn. Bởi vì anh đi tu để anh thành cái gì đó, thì anh phải tự anh làm anh ăn anh thành. Chứ giờ anh bắt tôi tự cúng cho anh ăn để anh thành, anh hưởng riêng anh hả? Không được. Giáo lý ra đời phải chuẩn lại rằng anh tu có sức thì anh tu, anh thành cái gì chuyện của anh, ông không có bắt người ta cúng. Còn nếu anh tu á, vì thế mà trong Đức Phật đã từng nói câu này, trong có cái thủ ấn bình. Cái thủ ấn bình là cái gì? Thủ là giữ cái ấn nó ôm nó chặt lại cái bình, là gì? Cái bình bát á. Ông đi xin người ta cúng một bữa cơm, ông phải dạy người ta là một bài pháp. Mà bây giờ không ai chịu, không ai là thực hiện đúng không, mà đi không thử đi xin cơm mà đi cái lấy tiền không à, cơm không chịu. Bây giờ ngày xưa Đức Phật nên nhớ là cúng đủ ăn rồi về, rồi giảng pháp cho người ta xong rồi về. Vô nhà A, rồi ông cho cúng con bữa cơm, ông nói Như Lai dạy về rồi. Ha. Còn muốn nghe nữa thì cứ đến cái chỗ Như Lai thuyết pháp hằng ngày, đến nó nghe. Cái đó là ông làm vậy, ông bảo là các đệ tử về sau tu pháp ấn thủ bình phải tu đúng theo lời của Như Lai dạy, mà giờ không ai làm đúng hết. Ha. Mà lấy tiền người ta không. Vì thế mà ông mới cái giáo lý này mới cái Thiền Tông ra đời, để nó chuẩn lại thôi, nói bằng sự thật. Đức Phật mấy ngàn năm trước nói cái gì, giờ bây giờ phải nói đúng y như vậy, có vậy thôi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, như các tượng mà không đúng sẽ bị thay đổi, như các chùa không đúng quy định thì bị đập bỏ để làm đúng theo quy định của các pháp môn Đức Phật dạy. Cái này mình không bàn được. Bây giờ anh xin tôi nói anh nghe nè, anh đã mở cái quán bán đi, rồi không ai lại ăn rồi sao? Không có thể người đó, anh không được, anh đập cái quán anh không được, đập hay không là do anh đó. Của tôi anh đừng có suối tôi đập, thấy không? Có nghĩa là anh cắt ra mà không làm được thì tự anh bỏ, tự đó anh làm, mình không xen vào chỗ người ta được, thấy không? Rồi hỏi tiếp. Giáo hội phải tuân thủ vào quy định của nhà nước, người nào đủ tư cách mới được làm. Nhà nước quản lý tất cả các chùa. Nhưng mà tôi nói thiệt anh á, quản lý thì quản, nhưng mà điều nhà nước cũng phải nể. Vì ta là một cái đoàn thể, tâm thể thờ ông Phật, thờ ông trời, không có thể ấy được. Nhà nước nể là vấn đề tâm linh à, chứ không phải. Nếu đúng luật pháp thì anh phải làm đúng theo luật pháp, nhưng mà nó kẹt một cái á, đạo nó có cái hiến chương, quốc gia có hiến pháp, đạo có cái hiến chương. Cái hiến chương nó ngang lại với cái hiến pháp, chúng ta nhỏ ngang với cái luật pháp đó, chúng ta nhỏ đó. Vì thế mà mấy đạo nói làm nói, nhà nước không nói ha, chỉ trừ giờ nào quá đáng nhà nước mới xem ra thôi. Vì người ta có hiến chương mà. Hiến chương là gì? Quốc gia nào có hiến chương đều đó là sức mạnh của cái quốc gia đó. Vì thế Liên Hiệp Quốc có hiến chương là sức mạnh của Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc mà không có hiến chương thì hoàn toàn không có trừng phạt. Anh nhớ ngàn trăm năm ba không? 18 nước Liên Hiệp Quốc giải phóng Cali bằng hiến chương.
bằng điều lệ của hiến chương, chứ không phải dễ đâu. Tất cả những người có hiến chương thì hoàn toàn có sức mạnh. Vì thế nhà nước có hiến pháp, Phật giáo có hiến chương thì Phật giáo có sức mạnh của đạo, hiến pháp sức mạnh của quốc gia.